em nó rất rõ ràng là không bao giờ em yêu nhân viên của mình. Em thì em không có tật xấu nha. Người phụ nữ mà cảm thấy lúc nào cũng đúng ấy chị ạ, là em cảm thấy hơi sợ. Mời bạn nam. Ngồi với bạn. Mời bạn nữ. Chúng ta bắt đầu giới thiệu khán về giả mình. Xùm quá. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Rồi, em tên bạn là Nguyễn Thanh Tùng, em đến từ Lâm Đồng. Năm nay em 26 tuổi, hiện tại em đang làm quản lý của bên nhãn hàng Fisio Lux. Rồi, bạn gái giới thiệu. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn nam bên kia. Em tên là Thu Hiền, năm nay em 24 tuổi, em đến từ Quảng Bình. Hiện em đang sống và làm việc ở Bình Dương. Em làm công việc gì? Dạ, em là nhân viên y tế. Nhân viên y tế cụ thể là bạn làm gì bạn? Dạ, em làm ở khoa xét nghiệm anh. À, xét nghiệm lấy máu rồi đó hả? Dạ. Bạn trai nói chút xíu cụ thể về cái việc của mình. Quản lý khoảng bao nhiêu nhân viên? Dạ, em hiện tại đang quản lý 60 nhân viên. 60 nhân viên? Không lẽ 60 người đó bạn không tìm được người nào có thể hợp với mình hay sao? Quan điểm của em nó rất rõ ràng là không bao giờ em yêu nhân viên của mình. Không lẽ trong công ty đó nhiều người khác hay là xung quanh bạn bè của nhân viên đó không có ai hợp với mình hay sao? Tại vì nhiều khi em đi làm nhiều á, cái mảng thời gian của em làm nó thất thường lắm. Đa số là từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối thì em đều chạy đi kiểm tra các bạn nhân viên bán hàng ấy. Thì thành ra nhiều lúc cũng không có thời gian để hẹn hò nhiều. Vì quá nhiều thời gian kiểm tra, không có thời gian đi đến tình yêu. Đó là lý do ế. Bạn nữ thì sao? Tại sao mình lại chưa tìm được bạn trai? Chỗ em làm là nhân viên là nữ không ạ. Nhưng mà trước giờ mình trải qua được mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ em trải qua một mối tình ạ. Chia tay bao lâu rồi em? Dạ, hơn một năm rồi chị. Hơn một năm rồi. Quan điểm em như thế nào về tình yêu mà bất đồng quan điểm? Để mình rút ra cái kinh nghiệm, mình tìm cái bạn trai kế tiếp. Em muốn gì ở người yêu của mình? Em muốn người đó là phải biết quan tâm, chia sẻ, hay là biết đối nhân xử thế. Rồi bạn nam đó phải lớn tuổi hơn em để có thể che chở cho em được. Em muốn lớn hơn cỡ bao nhiêu? Được cũng được 4 tuổi á chị. Bên đó 26 phải không em? Dạ đúng rồi. Bên này 24, hơn lớn hơn 2 thôi. 2 tuổi rồi, những được rồi. Đưa ra rất là dễ. Anh này ảnh có thể quản lý 60 nhân viên, che chở cho 60 nhân viên. Một mình em ăn thua gì? Được không em? Dạ. Rồi bạn muốn gì nữa không? Nói tiếp đi cho bạn trai bên kia nghe luôn. Em muốn là bà nam đó là cao hơn em, trên 1m7 thì được. Cao gấp đôi luôn. Em cao bao nhiêu? Bên này cao lắm à. Dạ em cao 1m81 chị ơi. Mấy? 81. Ủa dữ vậy hả? Trời ơi cao thì mới nói chiều cao đủ rồi. Mập ốm. Em thích người không có ốm lắm chị. Rồi thường thường mấy người cao là hay ốm nhóm nhất à. Tại có nhiều vô chiều cao hết trơn trời. Có bạn trai? Dạ đúng rồi chị ạ. Ủa vậy luôn hả? Nói chơi đúng thiệt luôn vậy hả? Vậy tôi giống thầy bói quá. Vậy bạn trai bên đó có đặt ra tiêu chuẩn bạn gái như thế nào không? Mẫu bạn gái của em thì nói chung là hiền lành, biết tự lập và biết đối nhân xử thế, nói chung là lễ phép với mọi người. Và nói chung là cao 1m6 trở lên là được. Em cao bao nhiêu? Thì em cao 1m6 chị. 1m6? Dạ. Rồi hai người này đưa ra chuẩn sao y chang nhau vậy ta? Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Còn nhược điểm của em thì gặp nhiều người em hơi bị run. Như hiện giờ là đang có run đúng không? Dạ. Có tật xấu gì không? Em thì em không có tật xấu. Rồi, tốt quá người, không có tật xấu gì hết trơn á. Bạn trai, dạ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì 3 mối tình học sinh. 3 mối tình hả? Mối tình dài nhất bao lâu? Mối tình dài nhất của em là lớp 11 đến hết năm lớp 12. Khi em xuống đại học thì bắt đầu bọn em chia tay rồi. Vậy đã lâu rồi mình đã không á hả? Vâng ạ. Chào bà Mai cái đi. Em chào chị Cát Tường. Ủa này mét 81 hả? Dạ vâng chị. Có ăn gian không? Dạ, không đó. Đâu đâu đứng lên, đứng lên coi thử coi. Đứng lên chị không nhìn được em đâu. Ôi đứng lên chị không nhìn được em đâu. Đúng rồi. Được không chị? Cũng được. Vâng cũng được thôi. Đúng rồi. Nên là vẫn còn ế chị. Không có ba lúc đồng tiền duyên mà. Rồi ngồi xuống đi cơ. Mình có không thích cái gì ở người phụ nữ không? Nói chung là người phụ nữ mà cảm thấy lúc nào cũng đúng á chị ạ, là em cảm thấy hơi sợ đấy. Là cái gì cũng cảm thấy quyết định một mình ấy. Cái gì cũng đúng hết trơn á. Cái gì bà cũng nói đúng hết trơn, phải sợ chứ. Mà nếu người phụ nữ cái gì cũng sai hết thì sao? Còn sợ hơn. Cái này còn sợ hơn nữa chị. Rồi bây giờ mình có đặt ra cái tiêu chí khi nào mình tiến tới hôn nhân chưa? Dạ em thì có thể là năm sau, còn nếu mà bạn nữ muốn nhanh hơn thì cũng có thể luôn. Dễ quá vậy? Vâng ạ. Ế quá hả? Ế quá rồi, giờ muốn nhanh rồi. Gia đình ủng hộ không? Dạ có. Bố mẹ em cứ giục em cưới suốt mà giờ em chưa kiếm được người nào để cưới hết chị. Rồi có chuẩn bị gì để cưới chưa? Dạ có, chuẩn bị hết rồi chị ơi. Hả? 50 mâm rồi chị ạ. 50 mâm? Vâng. Ôi ghê ha. Chị làm em ngại quá chị ơi. Được, cũng có duyên. Có má lúng đồng tiền, mấy người có má lúng đồng tiền là đẹp rồi. Đúng quá. Ủa tôi nói đúng mà. Chào em.
Mấy người có lúng đồng tiền này đẹp, nhưng người nào có hai lúng đồng tiền xem lại. Thôi bây giờ thí dụ bên kia ảnh đồng ý hết, em cũng ok hết mọi thứ, thì khoảng bao lâu chúng ta tiến tới hôn nhân được? Thì em nghĩ là khoảng một năm, hai năm. Anh nãy nói là ba mẹ hối lắm rồi đó. 6 tháng sau đến năm sau được không? Dạ, nếu mà tụi em có thể tìm hiểu được, có thể tiến tới được thì... Thì được ha. Dạ. Cảm ơn em. Được rồi đó, nãy giờ anh thấy bên kia cũng dễ thương lắm. Có cái đồng điếu luôn tiền chứ không phải hai cái đồng tiền như ai kia. Bây giờ mình có đi với người thân không em? Dạ có, em đi với chị, với hai chị đồng nghiệp và bạn thân ạ. Dạ, em chào anh Việt Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn trai, chào quý vị khán giả. Em là chị gái của Hiền ạ. Nãy em gái nói em gái không có khuyết điểm gì hết trơn á, thì chị thấy sao? Chắc là không có. Trời ơi, xuất sắc quá hai chị em, xuất sắc ghê. Rồi vậy nãy giờ em nhìn thấy anh bên kia là em nhận xét ảnh như thế nào? Thấy có hợp nhãn với em gái mình không? Duyệt chưa? Dạ, chị thì chị duyệt. Tại em thấy anh này ngoại hình cũng được, cách nói chuyện cũng được. Chị duyệt là được rồi, cảm ơn em. Bạn trai, bạn đi với ai? Dạ, em đi với sếp, với hai người của em. Rồi, hỏi ý kiến sếp trước đi. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và bạn Hiền. Mình mới làm việc với Tùng cũng được 2 năm nay rồi. Dạ. Còn bạn Hiền nói năng thì nhỏ nhẹ, rất là xinh đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Còn việc mà quyết định hay không á, tí nữa là Tùng sẽ quyết định. Dạ, xin hết. Rồi, ý kiến người thân là được hết á. Nói chung là hợp. Bây giờ hai bạn coi có hợp hay không thôi. Người thân này hợp hết rồi đó. Kéo màn lên đi. Rồi, các bạn gặp nhau đi. Em xinh hơn anh nhỉ? Dạ, cảm ơn anh ạ. Ừ, hiện tại đang ở Bình Dương à? Em đang ở Huyện Thuận An ạ. Vậy là gần anh rồi đó. Gần anh ạ. Anh ở ngay quận 12, chạy xuống đó chắc 15 phút à. Bạn trai ưng lắm không? Bây giờ bạn gái đòi tới 2 năm nữa mới chịu đám cưới. Vậy mình thuyết phục, ví dụ cưới sớm hơn chút được không? Một năm bạn gái chịu không? Để 50 bàn kia để hoài, đồ ăn nó thiêu à. Thế giả sử như bây giờ mình quen nhau rồi, mình hơn năm cưới được không? Nếu mà mình quen nhau mà có thể tìm hiểu nhau được á, tính tình của anh với em có thể hợp nhau á, thì mình có thể cưới nhanh để rút gọn, mình đỡ tốn thời gian tìm hiểu, dành thời gian đó yêu thương luôn cho nó, xây dựng gia đình, mau làm giàu. Thôi, ổn định mau làm giàu, đúng rồi. Bây giờ mình tính có cái lịch, có thể em bạn trai hỏi có thể mình về quê thăm quê bạn gái được hay không? Hỏi đi. Thế khi nào có thể ra mắt được hai bên gia đình? Gấp lắm rồi, muốn lắm rồi. Thì em nghĩ là khi nào mình có thể tìm hiểu với nhau. Anh thấy lúc nào cũng sẵn lòng hết á. Anh chỉ điện thoại mẹ ơi con có người yêu rồi là ừ mình dẫn về ngay đây ra mắt là cưới liền. Hết thời gian luôn. Bây giờ sẵn có chị gái ngồi đây, bạn hãy nói gì để cho chị gái tin vào tình yêu của bạn đối với em gái của chị ấy? Em hy vọng là chị sẽ giúp em để cho bạn Hiền sẽ thế, về với gia đình của em. Rồi, để tao bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ, quyết định tương lai, hạnh phúc của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Mời bạn. Em bấm rồi mà nó không lên. Em bấm rồi mà nó không lên. Bấm đi em. Nó lên chậm. Hai bạn rất dễ thương, hình như là hai gương mặt giống nhau. Xứng đôi ghê luôn nè. Vợ chồng đẻ con cao lắm nè. Nắm tay nhau đi. Đây là duyên phận đó, hai bạn nắm tay với bạn. Để về tay xuống đây anh nắm cho. Trời, đưa tay nắm cho. Cái này đưa đi anh hùng cho. Có gương mặt phu thê thì phải. Đeo đưa cái má đi anh hùng cho. Cái này ngại lắm, không dám hôn đâu. Ngại lắm. Ông đó là quy định bắt buộc. Bắt đầu. Thôi để em hôn chán em đi. Thôi hôn chán là luôn ở bên em đấy. Cao quá ha. Đây,
Chúc mừng các bạn. Phúc vợ có hư em sửa luôn cũng được. Trời ơi. Em thì có cái tính là đi chợ vậy thì xài hết tiền em mới về. Mới lại có sửa tính nó không thì chắc sửa không được. Cặp này xứng đôi ha. Chúng ta đã nhận niềm vui từ cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hạ Màn, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Fan đông dữ ha. Mời đi bạn. Mời bạn nữ giới thiệu trước. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và anh bạn cùng chơi cùng quý vị khán giả. Em tên là Như Quỳnh, em 24 tuổi, hiện em là nhân viên văn phòng, quê em ở Lâm Đồng ạ. Rồi mời bạn trai. Chào chị anh Nguyễn Linh. Chị Nguyễn Linh. Anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả, em tên Đỗ Chí Sông, năm nay 28 tuổi, em làm nhân viên kinh doanh bất động sản của công ty Hòa Bình và quê em ở Vũng Tàu. Vũng Tàu đi Lâm Đồng cũng được, không có xa lắm. Xa chứ anh. Chưa gì nữa. Chưa gì, ta đang nói. Nhưng mà chết rồi. Bán đất ở đâu? Bán chung cư căn hộ đất luôn, nếu anh mua em giới thiệu. Không anh mua. Chưa gì hết, đi kiếm vợ đi em ơi. Anh nghề nghiệp. Bây giờ tập trung thôi, lên đây phải nha. Để mua bán kinh doanh nha, lên đây kiếm vợ nha. Cho bạn trai giới thiệu trước luôn, ưu điểm của bạn là gì? Đừng nói bán hàng giỏi nha. Em hiền, tính tình hòa đồng, dễ tính, vui vẻ, biết làm nhiều thứ. Làm gì? Là sửa điện thoại, sửa máy tính, biết sửa xe luôn. Rồi mốt vợ có hư thì em sửa luôn cũng được. Trời ơi. Được. Một khuyết điểm? Hơi nóng tính, hơi khó chịu, nghiêm chút. Em có gì hư cho anh sửa không? Chắc là không đó chị. Em thì có cái tính là đi chợ vậy thì xài hết tiền em mới về. Mới lại có sửa tính nó không thì chắc sửa không được. Anh sửa không được, mốt anh không cho em giữ tiền, anh giữ tiền. Thì mình đem ít tiền đi thôi. Mình đem nhiều mình lại nghĩ mình phải xài nhiều. Lỡ khi mang không đủ đi chợ sao em? Mang không đủ em có khi em mượn lại ngoài chợ. Trời ơi, mượn nợ luôn. Bao giờ tiến tới hôn nhân được? Tìm hiểu khoảng 6 tháng là sớm nhất. Tại ở nhà cũng hối lắm rồi. Vậy hả? Dạ. Và bản thân em có đặt ra tiêu chí gì không? Dạ có. Đầu tiên là phải chững chạc, tại vì lo nghĩ dùm em. Tại vì em không có lo nghĩ giống như em nói rồi đó. Vui vẻ, đừng có khó chịu nha. Ok, được. Dạ. Không lăng nhăng, không hút thuốc và đặc biệt phải quan tâm em. Hỏi ảnh coi. Anh có hút thuốc không anh? Không. Có nhậu dữ không anh? Không có nhậu, nhưng mà nhiều khi đi với khách thì uống chút chút thôi, nhưng mà biết đường về. Rồi nói về ngoại hình, em có đặt ra cái chuẩn mẫu người lý tưởng mình như thế nào không? Cao trên 1m6 ạ, phải vững chắc để cho em dựa nữa. Dựa thoải mái luôn. Rồi đó là yêu cầu của bạn nữ đó. Rồi bạn nam có đặt ra tiêu chí như thế nào không? Em thì tìm mẫu bạn gái hiền, dễ thương chút, biết thông cảm, chia sẻ, chung thủy, đừng lăng nhăng. Em sợ lăng nhăng lắm. Còn gì nữa không? Vậy được, đúng anh. Thì cũng ổn. Thôi bây giờ coi mặt đàn trai đàn gái coi được. Dạ, vững chắc ha. Chào chị. Ý, đẹp trai nè, cao bao nhiêu? Dạ, 1m65. Được rồi, ổn rồi. Giới thiệu nhà đất đi. Có, em biết chị Cát Tường mà có thuê căn hộ bên em. Bậy rồi đó, tôi không có thuê gì đó, cho tôi thuê là nào. Mở cái lớp yoga. Trời ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, thấy chưa? Tôi tưởng nói tôi thuê ở là không đúng. Rồi, đã từng sửa được cái gì rồi? Sửa nhiều, có lần sửa điện thoại cho bạn gái rồi phát hiện tin nhắn thằng khác xong chia tay luôn. À trời ơi, tuyệt đối làm gì làm cái đưa máy tính điện thoại cho bạn trai sửa nghe không? Dạ, đó là rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm. Trời ơi, mà em cũng khờ quá, em nói gì chi vậy? Dạ. Em nói ra bên đây nghe rồi, tao đâu dám đưa đồ em sửa, sao em phát hiện ra được? Không sao, máy tính vậy. Không, bên đây chị dặn luôn rồi, máy tính cũng không đưa luôn. Phát hiện máy tính của bạn gái mình có tin gì đó, mình bị chia tay gì vậy thì nó... Mà tin gì có động trời lắm không mà chia tay người ta vậy? Trừ phát hiện phim gì thôi chứ. Mình phải hỏi người yêu mình sao này kia chứ, tự nhiên thấy tin nhắn thì chia tay. Người có trả cái điện thoại lại cho người ta không? Hỏi không trả lời được luôn anh. Nhưng mà có trả lại cái điện thoại cho người ta không? Trả chứ. Sửa được không? Sửa được chị. À vậy hả? À, nói chung là bạn trai rất là được, cũng được. Còn có lấn cấn cái gì hay mất niềm tin gì đâu. Để anh qua anh coi. À, chào em gái. Anh này nó thật sự là anh mua bán bất động sản á, thì cũng lanh lợi lắm nha. Tiếp xúc nhiều khách hàng, những cô nữ đẹp lắm. Mấy người ta đi mua đất, người ta đi ô tô rồi tới rồi đẹp lắm, người ta xuống mua. Đôi khi phải ngọt ngào với khách hàng. Em có ghen không? Không. Không ghen? Dạ. Cũng hay à. Tiện thể mình thử anh luôn, xem anh có động lòng không. Nếu anh động lòng thì
Còn nói chung anh đây là nhanh, đánh lẻ, thông minh, tháo vát. Đẹp trai không? Đẹp trai không? Cũng đẹp. Cũng là đẹp rồi. Lỡ xấu sao? Đẹp, đẹp đi được rồi. Đẹp. Được. Có gì nữa? Em có đi với ai không? Dạ em đi với nguyên một đại gia đình của em luôn. Không dữ. Anh là gì của bạn nữ? Dạ là đồng nghiệp ạ. À, Quỳnh ơi, anh này thì nãy giờ theo sự thống nhất của tất cả anh em á thì... Thống nhất của 500 anh em. Nhìn kỹ thì là giao diện thì cũng được. Điện nước cũng đầy đủ. Nói chung là không có hô, không có mớm. Nhưng mà về... nãy giờ thấy ảnh khi mà anh ngồi nói chuyện á, thấy cái tay ảnh cứ vuốt vuốt hoài à. Anh cũng nghi lắm là không biết có cái gì kín đáo bên sau, ở bên trong hay không thì không biết. Anh này thì là lanh lợi, dễ thương. Được dịp tiếp xúc với ảnh thông qua Quỳnh nhiều trong những cái lần sau thì chắc là sẽ rất là vui. Mọi người ở đây thì cũng rất là thích đi tắm biển ở Vũng Tàu. Dài hàng, bắt đầu tới giờ công ty dài. Rất là thích mua nhà giá rẻ. Còn lại thì quyền quyết định là của em. Dạ, em cảm ơn anh. Nhà trai thì sao? Có ai đi theo ủng hộ mình không nè? Trời ơi, bình tĩnh nha, kẻ tám lạng người nửa cân nha mấy bạn. À, dạ cho em gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường xinh đẹp. Hai người khen có người à. Em là bạn thân của anh Song. À, em cũng xin góp ý một xíu với anh bên nhà gái á, là em bảo đảm á, anh Song là chuẩn man luôn á. Tính ảnh á, thì ảnh hơi kỹ một xíu, tức là đâu phải ra đó. Với lại ảnh hơi nóng một tí. Em thấy bạn nữ ở đây thì ngoại hình thì thấy hai người cũng tương xứng với nhau á. À, tính tình thì thấy bạn nữ cũng điềm đạm, có thể là dớt được cái sự nóng của anh sau một xíu. Ủa mà em lấy cái cơ sở gì mà em dám đảm bảo là ảnh là chuẩn man? Dạ không, em chơi với ảnh cũng lâu, cũng bạn thân cũng lâu lắm rồi. À, lúc trước ảnh có quen người yêu thì em cũng biết mà. Dạ ảnh chiều chuộng bạn gái. Thôi tới đó được rồi. Cái hồi nó lộ ra nhiều thứ. Bây giờ quan trọng hai bạn thôi. Là hai bạn. Nào, kéo màn lên. Chúc một ngày tốt lành. Chúc mọi thứ may mắn. Cảm ơn. Cái này tặng bạn. Cảm ơn anh. Dạ. Em bé anh sao? Em hỏi đi. À, đúng là đẹp trai. Cao đúng là chơi em bé 6 thiệt. Dùng cái nhãn quan của mình kiểm tra cái vụ hồi nãy đồng nghiệp nhắc. À đúng rồi. Man không? Em thấy thì man mà không biết làm sao. Nếu mà lập gia đình á thì anh muốn đẻ mấy đứa con. Em đẻ mấy đứa con cho anh. Hai ơi đủ. Tại vì em thích bốn đứa lận. Không phải như là ví dụ đứa đầu em sinh một, để sau em sinh ba đứa lận. Tại vì em rất là thích con nít. À, anh có hay đi công tác không? Lâu lâu đi xa thôi. Ngày hai ngày thôi à, chứ không nhiều. Yên tâm đi, không lăng nhăng rồi được rồi. Không phải lăng nhăng mà là không có ai ngủ ở nhà, em sợ ma. Ờ vậy. Thấy cô gái đối diện thế nào? Dạ, thấy bạn cũng dễ thương, hiền. Nhưng mà hơi xa. Nói hai câu đầu được, câu sau thì hơi xa hoài luôn. Ồ, anh thích đi du lịch không? Có. Thích tham gia các hoạt động xã hội không? Có luôn. Dạ. À, em có đi từ thiện không? Dạ có. Dạ. Vậy bữa nào cho đi chung với công ty anh? Dạ. Những gì em thích là những gì em hỏi đó. Dạ. À dạ. Còn thích gì nữa không? Nói chung là ham chơi, bây giờ thích đi chơi. Dạ, lỡ lấy chồng về đi chơi suốt sao? Hai vợ chồng đi luôn mà. Ờ, về được. Em cảm nhận bạn trai thế nào? Dạ, vui vẻ, nhưng mà em vẫn thắc mắc cái chỗ khó chịu á. Cũng không hẳn là khó, tại người ta không hiểu, người ta nói mình khó thôi chứ. Kỹ nữa, em thì hơi hậu đậu xíu. Hậu đậu cỡ nào? Cỡ nào hả? Ba mẹ cho đơ căn nhà toàn là mất đồ mà. Chết rồi. Lỡ khi mà đưa tiền cho em cái mất hết luôn, chết luôn. Không mất hết đâu, mất ít à. Vậy hả? Thật á. Thật á. Em phải sửa đổi cái... Dạ đúng rồi, em đang cố gắng. Chứ lỡ khi đi làm về rồi có mất chồng luôn sao? Chồng lăng nhăng mới mất chứ. Phải giữ chứ. Trời ơi, có tính lăng nhăng này giữ sao được. Đồ không đi còn mất, muốn gì người. Em người em giữ kỹ mày. Thôi đi được. Em ở Buôn Mê Thuột hả? Em ở Lâm Đồng ơi. Ở Lâm Đồng dạ. Có nhớ người ta tên gì không?
Em nói lại thì em quên thì. Em tên là Như Quỳnh. Quỳnh hả? Dạ. À, nhớ rồi. Bây giờ mỗi người một câu cuối cùng. Bạn trai nói trước đi. Không có bấm chuông, bấm nút gì đây đó. Cái câu đó chắc em không trả lời được. Dạ. Đúng rồi. Thì em chỉ muốn nói với anh là nếu có duyên có nợ thì ắt thành đôi, còn không duyên không nợ thì mình là bạn anh nhé. Hết thời gian. Bạn gái là một cô gái rất là thông minh, rất hài hước. Bạn trai cũng vậy. Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ sâu hơn nữa trên con đường tương lai của mình. Một, hai, suy nghĩ cho kỹ, quyết định. Ba. Hết thời gian. Rồi, mời hai bạn. Hết thời gian. Tại sao bạn gái lại không bấm? Em cảm thấy là chưa cảm nhận được sâu sắc lắm. Với lại cũng chưa có gì chắc chắn lắm. Dạ, anh phải nói một câu gì chắc chắn cho em thì em chờ đợi điều đó thì đúng chưa đấy. Được. Chúng ta có thể vui vẻ, hài hước, nhưng trong một lúc nào đó chúng ta cần một dấu lặng. Bởi vì đây là chuyện đại sự mà, nên mình cứ lướt qua hoặc là vui vẻ không thì chưa đủ. Hôm nay tôi nghĩ rằng bạn đã bỏ qua một cơ hội thật đáng tiếc. Một cô gái cũng rất là thông minh. Rất nhiều người đang theo dõi chương trình và cũng đang ngắm nhìn hai bạn. Và biết đâu đó thì các bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Và đây là quà tặng dành cho hai bạn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn bộ wrap và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Chúc các bạn sức khỏe, thành công trong cuộc. Hay quên. Bạn gái hẹn em đi chơi á, hay là đi xem phim thì em cũng hay quên và hay trễ giờ. Em thích chơi game, em chơi game 3D. Vâng. Các tôi xin chào mọi người, chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và bây giờ thì cũng trong một cái không gian, một căn phòng rất là ấm cúng, rất là sang trọng của nhà hàng The Magic. Người chơi thì đã ngồi rồi. Hello em. Xin chào chị Cát Tường. Sao đeo mặt nạ khó chịu phải không? Dạ. Đáng chút xíu nữa bây giờ Tường sẽ ra ngoài mời bạn gái của em vào là mình sẽ được tháo mặt nạ ra nha. Dạ dạ ok. Rồi tự tin trò chuyện nha. Hôm nay nhất định phải là có bạn gái đem về nha. Dạ. Rồi mời em ngồi. Được tháo mặt nạ rồi đó cưng ơi. Thôi. Ôi bạn trai mừng lắm, nãy giờ đeo mặt nạ cứng quá mà. Em chào chị. Sao? Nãy mới nghe giọng bây giờ thấy mặt chị Tường thấy thế nào? Trời ơi chị đẹp hơn trong hình luôn á. Đẹp hơn ở trong truyền hình luôn. Rồi cảm ơn em. Bây giờ chúng ta đến phần chào hỏi bạn gái kế bên nè. Xin chào chị Cát Tường, chào bạn gái bên kia. Chào mọi người. Em tên là Tuyển, em đến từ Nam Định. Hiện em đang làm cái việc. Cái gì Tuyển? Em tên là Trịnh Quang Tuyển. Trịnh Quang Tuyển. Dạ, em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, quê em ở Nam Định. Dạ vâng. Mình đang làm công việc hiện gì tại Tuyển? Em đang là tài xế taxi cho hãng Mai Linh. Ồ. Bao nhiêu tuổi? Năm nay em 33 tuổi. 33 tuổi. Dạ. Rồi, mời bạn gái. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh. Em là Tống Thanh Linh. Năm nay 34 tuổi. Em cũng sinh ra ở Nam Định nhưng mà em lớn lên ở Vũng Tàu với lại Sài Gòn. Ồ. Hai bạn đều Nam Định hết. Đâu mình hỏi thăm vài câu thử xem mình có cùng quê gần nhà gì bạn, không? Bạn bên đó là ở chỗ nào Nam Định hả bạn ơi? Em ở thành phố. Thành phố mình cách thành phố mấy cây á, mình ở Ý Yên Nam Định hả bạn? Bạn biết Ý Yên không? Chắc không biết đâu, tại vì 5 tuổi em vô đây rồi. Thế bạn có hay về quê không ạ? Lâu lắm rồi. Thế gia đình bạn chuyển vào trong này hết rồi đúng không? Đúng rồi. Xí, bây giờ mình đang bạn hoài, nó không có tình cảm gì hết trơn. Bây giờ hỏi nè, nghe giới thiệu sơ bộ hình như là bên nữ lớn hơn bên nam 1 tuổi hả? Dạ. Nam sinh năm mấy? Em 86. Em 85. Nhưng mà bây giờ người ta nói á, vô chương trình trời đất ơi, một chút xíu tôi sẽ khám phá cái bạn trai này có nhiều nét đặc biệt lắm nha. Tôi thấy rồi, để đó chút tôi nói nè. Trời ơi, cái gì mà để móng tay dài sọc vậy? Sao đi cô gái mà cái gì mà móng tay dài dữ vậy nè? Xòe đó coi. Tại vì mà cái này nó em bên tài xế nó có nhiều cái vấn đề cần dùng móng tay. Thôi đừng có xạo, tôi không thấy cái tài xế nào mà để móng tay dài vậy trơn á. Tại vì khi mà em khi khách hàng đi bằng thẻ thì em phải dùng móng tay em cà thẻ như máy bốt nó bị hư đó. Cái này nó chỉ là để tính chất móng tay để làm công việc thôi chị. Thì cả một ngón thôi sao mà tới ba ngón? Thì ví dụ một ngón này nó khó quá thì mình lại lấy ngón này mình cà. Ôi đây tôi chưa bao giờ nghe luôn á. Lát nữa em coi thử coi em có chấp nhận mấy cái ngón tay này không nha. Nha. Hồi nãy chị chưa nghe rõ là em là công việc gì? Em làm bên dịch vụ khách hàng của ngân hàng. Làm ngân hàng. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì nói chung em vui vẻ, hòa đồng dễ, hòa đồng với cái công việc mới hoặc là đồng nghiệp mới.
Với lại em cũng biết nấu ăn chút chút. Yêu trẻ nhỏ. Được. Còn điểm yếu thì hơi nóng tính một chút xíu, nhưng mà em dễ giận mà em cũng dễ mau thôi. Với lại không dễ nhớ mặt người, hay quên mặt người lắm. Ồ, vậy đó hả? Thì hay khuyên em thì sao chị? Thì em phải làm sao cho người ta ấn tượng, người ta đừng có quên chứ, đúng không? Rồi. Người là người bình thường người ta mới quên, chứ còn cái người đặc biệt sao mà quên được. Ăn thua là bản lĩnh của mình có hay không thôi. Thế em có sở thích gì không? Em thích chơi game. Em chơi game 3D. Vâng. Đồ họa nó dễ thương lắm. Chị chơi game đâu nhất thế là chị Pika đánh đấm gì đâu. Có thể là chị vô đó chị mua đồ và mặc thời trang xong rồi đi chụp hình tự sướng các kiểu. Và thức khuya là để cho rồi thức khuya chơi game. Cũng không nhất thiết phải thức khuya chị, chừng nào mà bạn bè tụ tập đông quá mới thức khuya chút thôi, còn không tầm 12 giờ đi ngủ được rồi. Rồi, thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em, điểm mạnh của em thì em sạch sẽ này, biết nấu ăn, biết nấu được những món gì? Nói chung là tất cả cái món người miền Bắc mà người ta nấu được thì em sẽ nấu được. Đây sáng mắt ra rồi, người ta nói là con đường mà đi đến trái tim là phải thông qua bao tử nha. Đúng rồi. Bạn gái mà quen em thì việc mà nấu ăn rồi dọn nhà là em có thể làm được hết. Nhưng mà tôi thấy ấn ớn thì sao á, ổng là ổng sạch sẽ, ổng thích nấu ăn mà cái móng tay ổng dài sọc vậy nè, rồi đất đai nó bám vô chổng rồi. Móng tay em đâu có đất đâu chị, cái này nó chỉ là hình thức làm bình thường, ví dụ em mà đây là tay trái mà chị. Rồi ổng nấu ăn rồi ổng có bơi bơi móc móc trong đồ ăn của người ta không? Điểm yếu của em thì em hay ngủ nướng đấy chị. Tại vì bình thường cái thời gian công việc của em, thời gian là em làm rất là nhiều. Em làm 48 tiếng rồi em nghỉ 24 tiếng. Thì sáng thì em thường thường là 5 giờ dậy là phải đi giao ca, nhận ca. Thế rồi nếu mà hẹn hò thì em nghĩ mình sắp xếp cái thời gian để đi chơi với bạn gái thì mình sắp xếp như thế nào? Như ngày trước em cũng có quen bạn gái, tại vì cái thời gian của em nó ít, với lại em hay quên. Bạn gái hẹn em đi chơi á, hay là đi xem phim thì em cũng hay quên và hay trễ giờ. Trễ giờ đó là do cái tính chất công việc của em thôi. Thì mình phải rút kinh nghiệm vậy, mình hẹn bạn mình phải trừ hao chút xíu. Chứ thường thường mà bắt gái đợi là người ta không có vui đâu. Thế nên mình hẹn trễ một chút. Thế người ta mới không thông cảm được cho mình. Đó, thôi bởi vậy. Thì em mong sao ví dụ có bạn gái bên kia, nếu mình có duyên gặp nhau thì bạn lại cho mình cái thời gian nó cao su một chút. Cao su. Thôi chút xíu cái thời gian hai bạn thương lượng với nhau nha. Dạ. Bây giờ sẵn em nói tới bạn gái trước đây thì mình hỏi vô tình trường luôn. Tình trường em gái như thế nào? Em thì chứ giờ em quen không có nhiều. Tính theo độ tuổi thì chắc cũng 2-3 người thôi. Nhưng mà cũng không có sâu đậm gì hết. Tại vì em lúc mà thí dụ như bên đó xác định tiến tới nhưng mà em lại cảm thấy chưa có sẵn sàng đó. Ủa thế bây giờ bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Bây giờ thì chắc chắn rồi. Giờ có tuổi rồi, tuổi đúng này người ta có con có cái rồi ha. Nếu mà được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Nếu mà đúng người. Đúng người em nghĩ là chỉ cần mình thấy hợp á, đi giao hợp thì 6 tháng là đủ rồi. Trời sao nhanh thế ạ? Em thì em muốn bao nhiêu, theo em bao lâu thì nó sẽ phù hợp? Theo em chắc chỉ cần, ví dụ như mà mình hợp nhau rồi chỉ cần 3 tháng thôi chị. Ngược đấy, không vui đúng không? Nãy giờ nói chuyện thấy cười không à, vui vẻ được. Nhưng mà đã chuẩn bị có đầy đủ điều kiện để đám cưới chưa? Kinh tế chỗ ở này em kia. Em thì hiện bây giờ thì em đang sống với lại em trai. Nhà thuê hay sao? Dạ vâng, bọn em thuê một cái nhà nguyên căn lớn lắm. Thế bây giờ lấy vợ thì bây giờ rồi có tiền bạc gì rồi tổ chức? Chắc là thời gian đầu thì vẫn đang ở chung đi chị. Mình dần dần. Tại vì em cũng muốn là khi mà có gia đình thì em cũng muốn là ở trong này chứ không về quê. Muốn lập nghiệp luôn trong này, không có về quê đúng không? Vậy chúng cùng hợp với bạn gái rồi, bạn gái thì chắc chắn là lập nghiệp trong này luôn rồi, đúng không? Gia đình vào đây hết rồi. Tình trường sao, mấy mối tình rồi? Em thì 2 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên thì em yêu cô đó là cách em một giáp cơ chị. Nhỏ hơn em giáp hay lớn hơn em giáp? Nhỏ hơn em một giáp. Nhưng mà người thế là gia đình người kia không chịu thì em cũng chấp nhận thôi. Em mối tình mới đây thì tại vì người ta là theo bên đạo. Em thì không muốn theo đạo. Em có đạo không? Dạ em không đạo. Vậy là được rồi. Thế mình mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em muốn một người bạn gái là truyền thống, biết lo cho gia đình. Nó chỉ đơn giản thế thôi chị. Và cho chị mượn tấm hình của em coi. Về ngoại hình em muốn tìm một người như thế nào? Ngoại hình à chị? Ngoại hình như chị Cát Tường là được rồi.
Khó lắm, chị mập lắm em, chị già rồi em. Như thế là đẹp mà. Em thấy như thế đẹp. Trời ốm quá cũng khó coi. À, thích có da có thịt phải không? À. Rồi đây em nhìn coi trong ba cô gái này có ai là cái người đúng cái gu của em không? Hãy cảm nhận, hãy linh tính mách bảo thử coi cô gái bên kia là người như thế nào. Còn em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Sao? Em thì em mong muốn là tìm được một người bạn là chung thủy, có trách nhiệm. Nói chung biết sửa chữa điện nước ha. Ôi, cái đó là nghề của em. Rồi, gì nữa? Hồi nãy bạn nói ưu điểm của bạn là nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa là em thấy ok lắm rồi đó. Những cái điện nước kia hư hỏng là vặt trong nhà thì mình có thể làm được. Đây, tìm thử xem, cảm nhận linh tính mách bảo có coi trọng không? Cho cổ một cái gợi ý đi, bây giờ mỗi người cho một bên một cái gợi ý đi, hình cũng ít người thôi. Cho bạn ấy một cái gợi ý để chọn em nè, trong tấm hình này nè, em có đặc điểm gì? Một đặc điểm coi. Nhìn có vẻ sắc nhất trong ba bạn. Sắc nhất trong ba bạn. Sắc. Còn sắc, em? Sắc xảo chứ không phải là nhan sắc. Sắc xảo chứ không phải là nhan sắc nha. Nhạy bén, sắc xảo, nhanh nhẹn á, hiểu không? Đấy ạ. Còn em? Cho còn em thì em hơi nhỏ người. Hơi nhỏ người. Rồi tìm đi. Đây bạn này. Bạn đó. Ủa rồi ai ở bên che mặt là vậy? Bồ cũ hả? Bạn đâu? Không biết. Không có thịt. À, cái tấm hình đó là chụp cùng với lại có bạn gái cũ á, với lại bạn của bạn gái mới với à, cái gì sao rồi rối được rồi sao bạn gái cũ bạn gái mới gì sao đâu nói lại có coi. Nghĩa là bồ của em trước á mới với lại bạn của bồ em đó với lại bạn bồ của em à. Rồi bạn của bồ em vâng bồ cũ thôi chia tay rồi chứ nhưng mà bạn của bồ em thì có phải bồ em luôn không? Không, có nghĩa là bạn gái đó có bồ á, là bạn trai á. À chị Cát Tường hiểu chưa? À có nghĩa là em đi ăn uống này chung với bạn gái cũ với bạn trai của bạn gái cũ. Dạ đúng rồi. Vậy là ai là cái người bịt mặt che cuối cái mặt là ai vậy? Đó là em dâu của em. À hiểu rồi. Có nghĩa là trời ơi đi nhậu chung với bồ của bạn gái cũ bình thường có gì đâu chuyện nhỏ tưởng đâu đi chơi với hai cô cũ cô mới nên cô cũ cô che mặt lại hay là cô cũ cô khóc hay là cái gì rồi tìm ra chưa đây sao em suy nghĩ đây rồi ok và bây giờ chị sẽ mở cửa trái tim ra để các bạn xem cái cảm nhận đầu tiên của mình ngày hôm nay đúng hay sai nha mở cửa trái tim. Chào ạ. Sao? Em bạn thấy thế nào? Dạ em thấy khác với trong hình hơn. À em chọn trúng hay chọn trật? Em chọn trật. Trật hả? Trúng là ai đâu? Trúng là đây ạ. À đúng rồi. Còn em chọn đúng hay sai? Đúng. Đúng, chọn đúng anh đến giữa. Vậy là giỏi hơn chị. Tại vì cái đặc điểm của em hơi nhỏ nên là cũng dễ nhận đúng vậy không là chị? Người phụ nữ người ta nhạy cảm hơn ha, linh cảm đúng hơn. Quan điểm của em về người yêu cũ là như thế nào? Tại ảnh đang nhân tiện nhắc tới người yêu cũ đó. Bây giờ nếu em quen một người bạn trai mới mà thì em quan điểm về người yêu cũ của anh ta đó, em có những cái suy nghĩ như thế nào? Em không có suy nghĩ gì hết. Tại sao mình phải quan tâm đến người yêu cũ? Mình quan tâm cái mới với lại sắp tới như thế nào đúng. Thôi anh đang quen mình mà anh có mới nữa mới sợ đúng không? Kiểu như là khi ngày trước yêu nhau mình không đến được với nhau thì mình làm bạn bình thường cũng có sao đâu đúng không chị? Nhưng mà em thấy là những lứa tuổi bây giờ người ta thường thường là như thế chứ không quan niệm như ngày trước nữa. Nếu mình có một con cảm ơn anh. Rồi bây giờ vậy chị Tường sẽ cho hai bạn một chút xíu thời gian để tâm sự riêng với nhau và thưởng thức một bữa ăn trưa rất là ngon tại nhà hàng Dimagic nha. Bây giờ các Tường mời các bạn thưởng thức món sườn nướng BBQ tại nhà hàng Dimagic nha. Rất là ngon, nhìn rất là hấp dẫn đúng không? Tường không có được ăn, bây giờ Tường ra ngoài kiếm gì ăn đây, không lẽ ngồi đây nhìn hai bạn. Nhớ nha, vừa ăn nhưng mà phải vừa tâm sự với nhau, tìm hiểu với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại ha. Dạ. Ok. Ủa, anh mời em. Dạ, mời anh ạ. Cảm nhận qua em về anh như nào? Có giống em tưởng tượng không? Không giống tưởng tượng lắm nhưng mà thế nhìn à? Thấy cũng hiền lành, cũng dễ thương. Thế à? Anh thì thấy, anh nghĩ em 85 đúng không? Là em nhiều hơn anh 1 tuổi đúng không? Đúng rồi. Anh nghĩ em là nó cũng nghĩ hơi khác một chút nhưng mà không ngờ em lại trẻ như thế. Cảm ơn nha. Coi như đó là lời khen ngợi. Hiện tại thì anh vẫn đang là ở nhà thuê, chưa có nhà chính thức á. Ba mẹ em có chấp nhận kiểu như thế không? Ba mẹ quan trọng là nuôi được em với lại đối xử tốt với con gái ba mẹ là được rồi ạ. À. Nhà em đông anh em không? À, nhà em có 3 anh em. Em là thứ mấy? Thứ 2. À, trước em là anh trước, hai à? Trước là anh trai, rồi sau có một em trai nữa.
Thế là em là con gái duy nhất trong nhà? Đúng rồi. Chắc ba mẹ em chiều lòng em lắm hả? Chiều thì cũng cũng được, cái gì cũng nhường hết trơn á. Thế hả? Anh hay đi ở ngoài như vậy thì cho họ chút xíu thôi. Là có dễ sao động bởi các khách hàng nữ xinh đẹp không ha? Rồi anh thường xuyên nhưng mà anh không sao động. Thường xuyên gặp có thể là có những người phụ nữ họ còn quyến rũ mình cơ. Nhưng mà tại vì mình cảm thấy cái nghề của mình không phù hợp với công việc của người ta. Mình nói chung là chỉ là gọi là tháng qua với lại cái nói chuyện để mình giao tiếp nhau. Đồ ăn ngon không? Dạ, đồ ăn ngon chị. Ngon hả? Nãy giờ vừa ăn nhưng mà cũng tâm sự được nhiều phải không? Dạ. Khi mà mở cửa trái tim ra đó thì cái cảm nhận đầu tiên của em là như thế nào? Em cho bạn gái nói cảm nhận trước rồi, đi chị. Rồi cho bạn gái nói cảm nhận trước. Nói chung không có gì không hài lòng hết trơn á. Không có gì không hài lòng. Đúng rồi. Đó là một lời khen dành cho em đó. Ôi, dạ. Đúng không? Nãy chị hết hồn, mới tưởng không có gì bất thường á, là hơi mệt nha, nhưng mà không có gì không hài lòng là được. Nhưng mà với cảm nhận của em thì em cũng thấy có một cái sự nào đó nó rất gần gũi chị. Thì tại vì đúng rồi, tại chị ở ngoài chị thấy hai bạn nói chuyện rất là rôm rã. Có nhiều người mở ra là không có chị Tường là ngồi im re luôn, rụt rè lắm. Đưa cho ảnh coi cái ngón tay của ảnh chưa? Thấy rồi. Sao? Phát biểu cái cảm nghĩ đúng là để quẹt thẻ gì đúng không? Đúng rồi, hơi kỳ kỳ. Nếu em không thích anh có thể bỏ, như sau này cái công việc của anh nó bắt buộc phải như thế. Nếu không thích thì... Nói chung em biết tại sao cái ngón tay út để móng tay thì em biết. Tại vì nhà em... Nhưng mà đâu có cần dài dữ vậy, ngắn lại một chút. Chú ơi, cà thẻ như kiểu mình cà thẻ điện thoại đó. Thôi được rồi mà. Thôi cái đó từ sau. Cắt đi em. Bữa nào canh ngủ trưa thì mình qua mình rình mình cắt đi. Ngắt như vậy cũng cào được rồi đúng không em? Vậy là được rồi, đâu mà dài sọc vậy. À, em có món quà tặng bạn gái. Rồi tặng đi, món quà gì? Em có bài hát tinh thần. Nhưng mà em chỉ hát một khúc để rồi. Tặng bạn này. Cặp này vui nè. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh. Cho anh cuộc sống mới đầy ấp tiếng cười rộn vang. Cho anh sự bình yên được ấm áp mỗi khi đêm về. Cho anh ngàn nụ hôn chấp cánh ước mơ bay thật xa. Em có muốn tặng anh gì không? Em thì hát thì tông cao, tông thấp, tông trầm nó chỉ đánh ra một tông ngang thôi. Nên em không có hát được. Thôi em đọc thơ đi. Rồi đọc thơ đi cho nó lạ. Em thích chuyện Kiều nên thôi. Mà em nghĩ chắc mọi người thì ít đọc khúc giữa hoặc là những khúc miêu tả thôi. Em đọc đầu đi. Rằng năm gia tỉnh Triều Minh, bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng. Có nhà viên ngoại họ Vương, tư gia xấp xỉ thường thường bậc trung. Mô tả hai cô con gái ha, đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang. Hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Kiều càng sắc sảo mạnh mà, do bề tài sắc lại là phần hơn. Vậy thôi. Hay không? Có đọc chuyện Kiều không? Em có. Em thấy bạn này giống ai trong chuyện Kiều? Hồi nãy chị có chỉ gì đó. Thúy Kiều, Thúy Vân. Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Đừng có làm Thúy Kiều em. 15 năm rồi Giang Quân lận đận đó. Đúng rồi, em thích em là Thúy Vân. Nha, để chị làm Thúy Kiều cho. Được không? Sắc sảo mặn mà. Sắc sảo mặn mà. Bây giờ chị Tường sẽ cho các bạn đã vui là càng thêm vui, bóc thêm một cái lá thăm đọc lên trong này để yêu cầu bạn người đối diện thực hiện những yêu cầu trong này nha. Rồi, ok chị. Bạn hãy thuyết phục cô gái để được hôn và nắm tay cô ấy. Bây giờ em làm luôn hả chị? Chứ giờ sao giờ? Em cho anh cơ hội được không? Cơ hội gì? Nói cơ hội sao? Để được nắm tay em. À, nắm tay ok. Như này được không chị Tường? Thì phải cảm nhận chứ. Em thấy bàn tay của bạn ấy ấm lắm. Ấm? Thế em gái có cảm nhận gì không? Dạ tại máu em nóng nên ấm là đúng rồi. Thế em có cảm nhận gì ảnh ở bàn tay ảnh không? Dạ cũng bình thường. Rồi bình thường là mệt lắm, tôi không có thích cái từ bình thường lúc nào hết trơn á. Sao lại bình thường? Nó phải có cái gì bất thường. Đúng rồi. Bạn hãy yêu cầu bạn nam nói ra 3 tật xấu nhất của bản thân. Có gì xấu anh nói hết ra đi. Không cần 3 đâu, nhiều cũng được. Thế em nói tật xấu hả? Tật xấu của em là em không thích giặt đồ. Em thích giặt ngoài tiệm. Thì cái đó cũng được, thật ra cũng không phải là tật xấu. Tại thanh niên mà không có vợ chăm sóc thì nhiều khi mình nhờ hỗ trợ bên ngoài thì những cái tiện ích tiện lợi cũng được. Cái đó không phải là tật xấu. Có tật xấu gì nữa không? Khai thiệt đi. Nhậu nhẹt hút thuốc gì đó. Em có hút thuốc và cà phê. Tại vì em hay thức khuya nên... Có nhiều quá không?
Ngày em uống 2-3 ly hả chị? Có thuốc lá mà ngày mấy điếu, mấy gói. Thuốc lá chắc ngày nửa gói. Đêm tại vì nó hay buồn ngủ lắm chị. Em sợ chạy xe mà buồn ngủ thì sẽ ảnh hưởng đến lúc chạy xe nên là em thường thuốc cà phê. Ở nhà thì em rất ít khi em hút thuốc. Sau này khi có con nữa là tự nhiên cũng phải bỏ à? Dạ vâng. Rồi, bây giờ chị Tường muốn hai bạn hãy nhìn vào nhau, nhìn thẳng vào nhau. Hai bạn hãy nói cảm xúc của mình. Hiện tại giờ lúc này mình đang nghĩ điều gì? Mình mong muốn điều gì? Mời bạn trai, cái này thì phải nói trước. Em cho anh một cơ hội để được gần em. Để có thể thời gian đầu thì mình tìm hiểu nhau. Anh cũng muốn thời gian dài để anh được chăm sóc và lo lắng cho em. Thì em hãy cho anh một cơ hội để chúng ta đi đến với nhau được không? Được đồng không? Ý. Chút trả lời. Trời, đồng ý luôn hả? Em có cảm nhận gì, suy nghĩ gì trong giờ phút này? Cảm nhận về người đàn ông này như thế nào? Em thấy anh cũng hiền lành, có thể là chân thật. Thì hy vọng là mình có thời gian tìm hiểu. Tìm hiểu nếu mà được thì sẽ tiến tới. Cảm ơn hai bạn rất nhiều về những cái chia sẻ cũng rất là thẳng thắn và rất chân thành ha. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Mặc dù là chị Tường cảm nhận hai bạn cũng khá hợp nhau, nhưng mọi người lưu ý cái nút bấm này rất quan trọng nha. Chúng ta bấm nút là đồng ý tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, không phải bấm nút để kết bạn ha. Suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình, với sự chứng kiến của rất nhiều khán giả đang theo dõi chương trình và người nhà, bạn bè, đồng nghiệp của mình cũng thấy cái giây phút này nữa. Phải thật sự là chín chắn khi đưa ra cái quyết định. Sau khi chị đếm 3 tiếng, đồng ý thì nhấn mạnh vào nút bấm. Nếu không đồng ý thì lấy tay ra. Em suy nghĩ kỹ nha. Suy nghĩ kỹ chứ, chuyện cuộc đời của người ta mà bạn khéo lo quá. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Mà hai bạn đứng ở bên đây nắm tay. Bây giờ em có thể hỏi bạn gái là bạn gái đã suy nghĩ kỹ chưa? Em suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ kỹ rồi. Như vậy thì bạn có quyền hôn lên má bạn gái một cái để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta trở thành một cặp đôi. Em có đồng ý cho anh hôn mà. Ok. Rất dễ thương. Thấy chị Tường mai mối mà gặp cặp nào cũng dễ như vậy thì đỡ biết mấy. Gửi tặng cho hai bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống xem phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đến đây để thưởng thức những bộ phim thật hay nha. Là một cái không gian để các bạn có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn. Chúc hai bạn biết đâu 3 tháng, 6 tháng nữa báo tin vui cho Cát Tường ha. Báo tin vui cho chương trình nha. Bây giờ thì chúng ta phải tạm biệt thôi. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất là quen thuộc, 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nha. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Yêu là cảm giác như thế nào? Cảm giác lúc nhớ nhung, lúc thì kiểu ghét ảnh. Nhớ nhung, ghét, rồi gì nữa? Lúc thì thấy ảnh dễ thương, em cảm thấy vậy thôi à, chứ em cũng không biết tại vì em không có trải nghiệm nhiều. Có khao khát thể xác rồi không? Dạ thật ra là có. Tới cửa khách sạn là em không có cần, anh không cần hỏi là em ơi chúng ta vô đây nha, mà em cứ chạy thẳng vào khách sạn luôn. Như thế thôi, cái băng gọi lên câu hỏi à. Là muốn thích Giang chủ động là dắt em đi ăn mà chẳng dắt thẳng vào khách sạn rồi ăn anh đi. Em đánh luôn. Đánh luôn. Đánh luôn. Chủ động quá, chủ động quá đúng không? Biết chửi quá nha. Em biết nấu ăn không? Em là ngược lại luôn ạ. Là em chỉ biết sửa điện, sửa nước thôi. Không biết nấu ăn. Dạ em cũng chỉ biết là cơ bản thôi. Chỗ nấu cơm cơ bản thì em làm được. Còn mà để chi tiết để nấu các món ăn mà đòi hỏi sự khéo léo nhiều hơn thì chưa đạt tới được cảnh giới đấy. Đón hè rực rỡ, ưu đãi hết cỡ. Tặng ngay thẻ xăng Petrolimex 2 triệu đồng. Khi mua xe Yamaha Xcenter 155 hoặc NVX từ ngày 20 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Ghép đôi thần tốc.
Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Và không biết là hôm nay nhân vật sẽ là ai? Dạ. Ông Mai bà mối có mắc tay gì không đây? Tất nhiên phải mắc tay với chị. Sau vì nhiều cái sự thất bại, nhiều sự thành công thì em hy vọng ngày hôm nay mình sẽ thành công nhiều hơn thất bại chị hả? Hôm nay rất là đặc biệt là có khán giả ủng hộ nữa, mình sẽ lên tinh thần. Đúng mình rồi sẽ chị. Ăn nói thật là duyên dáng. Mình sẽ kết nối được tất cả mọi người đến với đây. Dạ đúng rồi chị, đặt tay này chị ơi. Và ngay bây giờ không để quý vị chờ lâu, Cát Tường xin mời hai chàng trai của chúng tôi sẽ bước ra phía trước sân khấu. Wow. Wow, rất đặc biệt. Chúng ta cùng chờ đón hai bạn nữ nha. Và bây giờ đàn trai đã tới thì Hân Quang chào đón hai cô gái xinh đẹp của tôi. Dáng thước tha thùy mị quyến rũ nữa nha Tường ơi. Ghê vậy. Bây giờ thì chúng hai chàng trai của chúng tôi và hai cô gái đã vào vị trí. Bây giờ xin mời thì Tường sẽ làm giao lưu với chàng trai ngồi ở ghế màu xanh trước nha. Hello em trai, em tên là gì? Em tên là Lê Xuân Thắng ạ. Em năm nay 26 tuổi ạ. Hiện tại là em đang làm CEO cho trường Anh ngữ APAC. Quê mình là ở đâu Thắng? Em quê ở Thanh Hóa ạ. Vào đây lâu chưa? Em mới vào đây được một tháng. Đi vào giờ cùng gia đình hay vào một mình? Em vào ở cùng với người thân như vậy. Người thân nhưng mà là anh em họ hàng. Còn ba mẹ vẫn ở ngoài dạ, đúng quê hết? Dạ. Nhưng mà định là sẽ lập nghiệp ở trong này luôn. Đúng ạ. Thì điểm mạnh, điểm yếu của Hiếu là gì nè? Ưu điểm thì chắc thì chỉ có mỗi thật thà, vui tính. Còn nhược điểm thì chắc là nhát gái. Nhát là nhát, sao? Ví dụ như nhắn tin với lại các bạn gái thì thường thường thì em cũng không biết hỏi gì nhiều. Nói chung phụ nữ ai cũng thích phải có hỏi thăm, phải bắt chuyện, phải chủ động chứ. Có tập xấu gì không? Xấu chắc là nghiện game. Tối tối là làm gì? Tối ngồi ở nhà hai anh em để chơi đi quên. Thôi rồi. Đó rồi, đó là chàng trai ngồi ở ghế màu xanh nha. Rồi bây giờ tới cô gái mặc cái đầm trắng thật là quyến rũ ngồi ghế màu xanh nè, em giới thiệu về mình đi. Em tên là Lưu Thu Hà, em sinh năm 98 và hiện tại thì em đang sống và làm việc tại Bình Phước. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng ạ. Quê em ở đâu? Quê gốc của em là ở Thái Bình nhưng mà em sống sinh ra là ở Bình Phước luôn. Nhà em có mấy chị em? Nhà em hiện tại là hai anh em, em là Út. Trời ơi, con gái rượu quá hả? Dạ. Nhà được cưng không? Em nghĩ là cũng lúc này lúc kia nếu mà bố mẹ mà cưng mình quá thì cũng không được. Nói chung là trong vừa mềm vừa cứng vậy đó. Em tới chương trình này ba mẹ có biết không? Không. Không biết hả? Dạ, sẽ muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ. Tạo bất ngờ với bố mẹ là mình sẽ tới chương trình ghép đôi thần tốc để dạ. Dắt về một bạn trai để ra mắt dạ, bố mẹ. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Với mọi người nhận xét về bản thân em thì có lẽ là em là một người làm chủ được cái cuộc sống của mình, dễ thích nghi với mọi thứ và khá là mạnh mẽ. Vậy thì ở nhà em đã làm những việc mạnh mẽ là như thế nào? Sửa điện, dạ. Sửa nước. Được luôn. Làm được luôn. Ghê vậy. Trời ơi, biết sửa điện, sửa nước luôn. Dạ, thì nói chung là cũng cơ bản, kiểu những thứ trong nhà mình có thể tự làm được thì mình cũng tự làm hết. Người anh em đâu rồi sao không làm dạ, những việc đó mà để em làm? Ngày xưa kiểu em đi học, đại học ấy thì giờ đối quy ai được ai đâu. Thì mình cũng phải tự tìm hiểu, mình tự mày mò. Bên đây em cô gái ngồi ghế màu xanh là rất mạnh mẽ nha chị Tường. Quá men. Quá men. Sửa nước luôn là quá dữ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ nha. Tường xin chào em. Vâng, em chào chị ạ. Đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường. Chào anh Hứa Minh Đạt là ấn tượng của em. Và chào ba bạn cùng chơi và toàn thể khán giả đang có trong chương trình. Tên đầy đủ của em là Lê Văn Hiếu. Hiếu. Em sinh ngày 1 tháng 2 năm 1997, quê em ở Bắc Giang. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn ạ. Em vào đây lâu chưa? Em ở đây được cũng được 7 năm rồi ạ. 7 năm rồi? Wow. Gia đình của em cũng ở trong này luôn đấy ạ. Dạ vâng. Thì công việc của em thì hiện tại đang xen kẽ giữa bếp. Đấy, em đang làm bếp chính của một nhà hàng ở bên quận 4. Và ban ngày thì em có kinh doanh ở thời trang cao cấp và làm model ảnh luôn. Wow! Kinh doanh thời trang làm model ảnh luôn, hèn chi em thấy nãy giờ lên là tụi nó nghi rồi. Thấy cái này lạ lạ chứ đâu phải người bình thường đâu. Đặc sắc mà quá nhỉ. Cái này nó lạ cái nè, rồi cái vụ model là nhìn là hiểu rồi đó, nhưng mà cái vụ bếp là em đang bếp nấu về cái gì, chuyên về cái gì? Bếp của em thì chuyên về đồ Âu và đồ Á. Đến với nghề bếp thì nó cũng rất là vô tình thôi. Trong cái đợt dịch của năm ngoái thì em ở nhà khi mà không tất cả mọi thứ đó nó bị trì trệ lại thì ở nhà thì em thường hay nấu ăn cho gia đình, tự tay chợ lựa đồ để về nấu cho mọi người cùng ăn như là mọi người. Giỏi giang như vậy. Thời gian dịch mà em cảm thấy nó rất là, thì em đã dành thời gian để em mua cuốn sách nấu ăn để về em đọc. Xong rồi là em khi mà nó giãn cách xã hội thì em quyết định là em đi học. Và đến bây giờ em đã làm được
tầm 1 năm rồi. Ừ. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh chắc chắn của em thì là nấu ăn rồi và khéo tay. Còn điểm yếu thì em hơi nhút nhát những chỗ đông người. Ừ. Ít thể hiện cảm xúc với lại người khác giới. Ừ. Đặc biệt là rất là sợ chuột. Rất là sợ chuột. Mà trong khi đó là em sinh, người ta bảo là đầu trâu đuôi chuột ấy, em sinh cuối của năm con chuột, thế nhưng mà lại rất là sợ chuột. Em đang làm cái gì coi như là em quên hết luôn á. Một câu này là dễ thương lắm nè. Dạ. Mình có chắc mình thích con gái không? Cái câu này thì em cũng nghĩ rằng là đây sẽ là cái câu hỏi mà rất là nhiều người hỏi em. Đó, trước khi mà em vào đấy á, vào trong này thì cái môi trường ở trong này nó cũng sẽ khác ngoài Bắc rất là nhiều. Và rất là nhiều bạn nam ấy cũng đã hỏi em cái câu mà hôm nay chị Tường hỏi em ấy. Thì em xin trả lời thẳng một câu và người Bắc bọn em ấy là trai thẳng. Là trai thẳng. Là trai thẳng, 90% là trai thẳng. Ủa vậy 10% còn lại nó có thể công hả? Dạ vâng. Vậy sao 100% mà là 90%? Thì bây giờ nếu ở miền nào thì em cũng nghĩ là sẽ cũng có người cong chứ không phải thẳng hết được chị ạ. Ủa người ta sao kệ người ta chứ còn em thẳng thẳng cong cong sao mà tự nhiên 90 thẳng mà có 10 cong. 10% còn lại đi dành cuối đời. Nhiều khi mà mình nhận 100% thì mình tự tin quá chị ạ. Ủa kỳ vậy ta. Cái giới tính là mình phải tự tin chứ, ví dụ ai hỏi. Không, ý em nói là đại đa số chứ không còn bản thân em. Còn bản thân em là em đã nói thẳng thắn với chị Cát Tường là em khẳng định em là 100% là trai thẳng. Em không có nói câu đó à. Nãy giờ chị bật mẹo em mới nói à. Em đang nói là cái số người thôi, số người. Quan điểm với tư duy có thể thay đổi theo thời gian. Chứ giới tính thì nó phải rõ ràng chứ sao có đủ người. Ở dưới cười quá trời, ở dưới cười quá trời. Đúng không quý vị? Cầu tường nó đúng không quý vị? Trời ơi, giới tính là còn 50-90, 10% còn lại nó chết rồi. Rồi ok, cảm ơn em. Nếu bây giờ nhiều việc như vậy, có bạn gái có sắp xếp được thời gian đi với bạn gái không? Nếu để mà thời gian của em trong vòng một ngày thì gần như là rất là kịp. Ừ. Nó sẽ diễn ra vào từ 8:30 sáng cho đến 6:05 chiều. Ừ. Và em về em nghỉ ngơi rồi tắm giặt được nửa tiếng, 6:00 lại bắt đầu đi làm bếp. Ừ. Và làm bếp thì từ 6:00 đến 2:00 đêm. Ừ. Ngày nào cũng như vậy. Trời đất. Dạ vâng. Bây giờ có bạn gái thì sao? Khi em đến chương trình này á, em muốn là em cho bản thân em cơ hội. Và thứ hai là em muốn mở lòng một lần nữa. Tìm được vùng nào đó thì em chắc chắn em sẽ dành thời gian với công việc nó sẽ phải làm sao phù hợp nhất. Có thể lo là cho bạn ấy có thể dành thời gian để đưa bạn. Dành chỗ nào? Bây giờ là 2 giờ sáng mới về, không lẽ dành thời gian từ 2 sáng đến 8 sáng. Ví dụ như là trong một tháng thì em có thể một tuần nghỉ một lần. À. Ví dụ em hỏi, em có thể hỏi bạn ấy là ngày này trong tuần này hoặc là em có rảnh thì anh sẽ họp ngày đó để anh có thể đưa em đi chơi. Nói chung là phải có giải pháp đúng không? Rồi, cảm ơn em. Chúng ta đã vừa nghe xong thông tin hai chàng trai của tôi ngày hôm nay là hiếu thắng nha quý vị. Hiếu thắng. Hai cô kia muốn chọn hiếu hay chọn thắng? Tùy. Hiếu và thắng hả? Nhưng mà em có cảm giác hiếu thắng nó hơi nhút nhát đúng không chị? Cả hai đều nhút nhát. Nhút nhát. Thắng là màu xanh mà hiếu là màu đỏ. Hiếu màu đỏ đã giới thiệu rồi, thì giờ cô gái ngồi cái ghế vị trí màu đỏ em giới thiệu về mình đi nè. Em chào anh ạ. Em chào chị Cát Tường ạ. Em chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Thanh Vy ạ. Em sinh năm 2002 và hiện tại em là sinh viên năm 2 trường Đại học Tài chính Marketing ạ. Hiện giờ em ở đâu? Hiện tại thì em ở quận 12 ạ. Quận 12, quyến rũ không Tường? Quyến rũ, quyến rũ. Hai cô gái là quyến rũ. À, hai chàng trai của tôi cũng ngon lắm nên tôi phải qua tôi nhìn hai bạn. Nghĩa nghĩa liền hả? Nghĩa liền. Em có sợ chuột không? Em không sợ chuột, sợ gián luôn. Không có sợ gì luôn. Dạ. Ví dụ như em thấy con chuột thì em sẽ làm gì với nó? Cho nó chạy bình thường hả? Cho nó chạy bình thường. Dạ. Thấy con gián chạy ngang thì em sẽ làm gì với nó? Dạ em đập ạ. Dạ em đập ạ. Đập gián chị em để gián cho nó già. Để dán nhà chạy được nha, được. Hai gái rất mạnh mẽ. Điểm mạnh thì biết em là gì? Điểm mạnh của em thì em là một người sống khá là vui tươi à. Kiểu vui tính à? Em ít khi nào mà lo lắng à. Lạc quan à, gọi là lạc quan à. Điểm mạnh em là yêu đời, không có gì phải bế tắc hết, vì gì dạ. Cách giải quyết, đúng không? Và một nữa là em học về kinh tế, em học về tài chính á. Nên là bản thân em rất là thích về kiểu như là đầu tư à. Đầu tư? Dạ vâng. Đầu tư về mảng nào à? Cuối năm 18 tuổi thì em bắt đầu tìm hiểu về thị trường chứng khoán ạ. Thị trường chứng dạ khoán? Dạ vâng. Song song đó thì em cũng phụ mẹ về những cái mảng về đất đai à. Bất động sản? Dạ đúng rồi. Rồi điểm yếu là gì? Điểm yếu của em là kiểu như tính em á cũng hơi còn con nít xíu à. Điểm mạnh rồi, điểm yếu rồi. Giờ sở thích em là mỗi khi rảnh rỗi em làm gì? Em có thời gian rảnh là em đọc sách à. Em đọc sách để tìm tòi về đầu tư à. Rồi thì bây giờ mình sẽ khai thác thêm về tình trường của các bạn này nha. Em đã trải qua mấy mối tình rồi Thắng? Chính xác thì chắc được 2. Như thế nào kể chị Tường nghe. Mối tình đầu tiên chắc là khi mà... Nói lớn lên cưng. Mà em mới học xong thì đi làm công nhân công ty thì cũng gặp một bạn nữ. Vô tình có gặp thôi, xong rồi đi tìm xong em xin số cho bằng đường. Đâu mất cỡ một tuần là em tìm được ra bạn đấy. Vì cái xưởng hơi rộng, đông cỡ tầm 1.000 người. Tìm một trên 1.000, tầm vòng một tuần mới ra.
khi mà đi làm công nhân ấy, thì mỗi người sẽ có một cái thẻ tên ấy. Thì trên mỗi cái thẻ tên thì nó sẽ có cái ID của mình và tên của mình. Thì em chỉ nhớ được là nhìn thấy được đầu số mã ID của bạn ấy là 1747. Thế xong em thì lại quen mới chị là bên văn phòng. Em mới nhờ các chị đấy là gõ cái đầu ấy ra, xong rồi nó sẽ hiện ra cái bộ phận đấy ạ. Trong bộ phận đấy, xong rồi nó sẽ hiện ra cái đầu có tên đấy, xong rồi mình tìm lần lượt từng cái đầu ấy luôn. Cuối cùng khi gặp được? Cuối cùng khi gặp được thì bạn ấy có nghi rồi. Trời đất ơi. Ủa vậy có phải gọi là mối tình không? Rồi có quen không? Bạn vẫn có nghiêu ạ. Bạn vẫn có nghiêu, xong rồi bạn ấy bảo là bây giờ có nghiêu nhưng mà vẫn nói chuyện bình thường. Thế sau một ngày bạn ấy gọi em đi uống nước. Thực ra hôm đấy em mới biết là bạn ấy mới chia tay xong. Gọi em ra nói gì với em? Gọi ra rủ đi uống nước xong đi uống rượu ạ. Rủ đi uống rượu? Rồi sau đó hai đứa yêu nhau luôn? Vâng ạ. Quen nhau được bao lâu? Nửa năm. Vui mà... không? Vui không? Không ạ. Sao vậy? Trong cái thời gian ấy bạn ấy chia tay thì bạn ấy vẫn buồn ấy. Em cảm giác là mình hơi bị mờ nhạt. Người ta vẫn chưa có toàn tâm toàn ý với mình. Vâng đúng rồi. Thế là người ta vẫn buồn vu vơ xong rồi chạnh lòng ấy. Xong rồi cứ xảy ra mâu thuẫn. Thời gian đấy quá là nặng nề với em. Kể cả công việc xong rồi tình cảm mọi thứ. Mà đó là mối tình đầu đó hả? Dạ vâng. Ai là người chủ động nói chia tay? Tất nhiên là bạn gái. Buồn mất bao lâu? 2 năm. 2 năm có ở chung không? Có. Cho nên là buồn tới 2 năm là đúng rồi phải không? Mặc dù 6 tháng nhưng mà độ sát thương rất cao đúng không em? Mối tình đầu nữa. Mối tình đầu nữa. Ừ, sát thương cao lắm. Rồi. Thất tình 2 năm. Sau đó, mối tình thứ hai. Cũng sau cái thời gian đấy thì cô đơn chứ chị. Dần dần như là cô đơn ấy. Rồi em lại bắt trước cái bạn gái cũ của em đi quen một người mới. Vâng. Và em cũng cái tình trạng y như kia, vẫn nhớ là cái cô một đúng, một. Đúng. Rồi sao? Tại sao mình đã cái vết xe đổ, mình đã bị như vậy, mình không chịu như vậy, mình sao đổ vô cái người thứ hai như vậy? Những người đến sau là những người không có tội. Dạ. Những người đến sau là những người cần phải được yêu thương và trân trọng hơn. Quen được mấy tháng? 3-4 tháng. 3-4 tháng, người thứ hai 3-4 tháng thôi. Dạ. Nghĩa là bạn ấy thì cũng có nghĩa là cũng thích em. Em cũng thích, em cũng dẫn về gia đình. Gia đình cũng muốn cho hai đứa là cưới nhau vậy. Mà xong em cứ nghĩ là bây giờ mình không toàn tâm toàn ý với người ta mà mình lại cưới người ta về thì bạn sẽ rất là thiệt. Cuối cùng là em chủ động chia tay. Dạ. Và em có biết là sau đó bạn nó cũng thất tình, cũng buồn 2-3 năm giống như em không? Thực ra thì sau đó thì em không liên lạc được. Thì đó, nhiều khi tới giờ này bạn nó vẫn còn nhớ em nữa. Rồi nhiều khi bạn nó lại yêu bậy em anh nào đó nữa. Rồi bạn nó lại chia tay với cái anh sau đó nữa. Cái cuộc dòng đời nó lẫn quẩn như vậy. Đấy. Những cái gì mình không muốn thì mình đừng có làm cho người khác chứ. Thế nên là em cứ giữ tình trạng độc thân đến tận bây giờ. Bao lâu rồi? Trong thời gian đó là em về em đi nghĩa vụ luôn. À, đi nghĩa vụ luôn. Đấy. Là bây giờ là ngon lành rồi phải không? Vâng. Tâm trạng bình ổn phải không? Vâng. Bây giờ yêu ai là toàn tâm toàn ý phải không? Dạ đúng ạ. Khi nào muốn lấy vợ? Chắc là cuối năm ạ. Gì lạ dữ vậy? Cuối năm nhưng mà em cũng chưa tính là năm nào. À, duyên dáng quá. Vâng. Em thích một người bạn gái như thế nào? Trước thì có thể là mình theo cảm xúc, nghĩa là nó mãnh liệt yêu nó phải mãnh liệt, nhưng mà bây giờ em thì cần một bạn gái là có thể chia sẻ với em trong công việc cuộc sống. Ừ. Thế rồi. Vậy thôi. Vâng. Về ngoại hình. Được. Gì? Miễn là nữ thì được. Xạo ông ơi. Phải có cái tiêu chuẩn mình là mình. Miễn là nữ là được. Vâng. Nhà chúng có bà cô 72 tuổi còn độc thân dương tính là. Nhưng mà em lại không có bằng lái máy bay. Hai cô bệnh rất là đẹp. Ví dụ mình có bạn gái đẹp thì mình có hay ghen không? Lần trước thì em có cái thằng đấy chính vì ghen nên là xong rồi mọi chuyện nó mới không gọi là nó mới vỡ hết rồi. Mối đầu hay là mối sau? Mối đầu vậy. À, ghen sao cụ thể một vài chuyện? Thì vẫn là cái chuyện mà ghen với người yêu cũ vậy. Cái chuyện liên lạc nhắn tin mà người ta có liên lạc với nhau cũ thiệt không? Có thật. Em cũng đọc tin nhắn mà. À, rồi em ghen em làm cái gì? Lồng lộn lên. Lồng lộn. Mặt cau có xong rồi. Cái mức độ tin nhắn với người yêu cũ như thế nào mà ghen? Hai người chia tay nhau rồi mà vẫn cãi nhau về những cái chuyện mà hồi còn đang yêu nhau nó xảy ra đấy. Vô tình em cũng đọc được. Thế là xong. Em nghĩ là khi đó em nóng xong thì hết, nhưng mà đối với bạn gái thì những lời mình nói ra là không thể rút lại được. Em nói gì người ta? Em bảo là em chưa bao giờ quan tâm đến anh. Cái đó có gì đâu. Đâu có gì đâu. Không. Lòng lộn lên là đồ biến thái. Lòng lộn lên. Khó dễ tả lắm ạ. Gì bấu tay bấu chân dữ vậy? Phải có chửi rủa người ta hoặc là mày tao lên hoặc xúc phạm. Mày là con này, mày là con kia gì người ta mới là không rút lại được chứ. Gần đó. Gần kiểu như vậy phải không? Sau khi trải nghiệm thế thì em nghĩ là khi mình đến với một người khác mình cũng không nên quan tâm nhiều vào quá khứ quá. Ai cũng có quá khứ hết trơn á. Chúng ta chỉ nên sống với hiện tại và tương lai. Quá khứ dù cho đau xấu cho là đẹp, nó chỉ là những ký ức của tuổi trẻ. Mình cất nó vào một góc. Cái nào đẹp thì lâu lâu mình lấy ra coi cười cái cho vui. Còn cái nào xấu thôi vứt bỏ. Rồi,
chuẩn bị tinh thần lấy vợ nha. Dạ vâng. Ok. Bên đây miễn sao là nữ, bên đây là nữ nè. Em bao nhiêu mối tình rồi? Dạ kiến thức thì là hai. Một bạn đầu là khi em quen còn học cấp 3. Và người thứ hai là khi em đang học đại học năm nhất, đầu năm 2. Cuộc tình cấp 3 đi nè, có chuyện như thế nào? Là anh đó cũng lớn hơn tụi em. Mà sao hai người biết nhau? Ở cùng một khu ấy ạ. Cùng sớm hả? Dạ, cũng cùng phường. Sinh hoạt đoàn rồi biết dạ, nhau. Dạ, kiểu rồi sao? Thì cũng quen, mình cũng là trải qua kiểu như, sẽ nói làm sao nhỉ? Thì là yêu nhau, bình dạ, thường. Dạ, thì bình thường thôi, đến khi một... Nắm tay, dạ, thì đến khi chăm sóc cho nhau, dạ, đúng. Tặng nhau những nụ hôn nồng cháy. Dạ, thì đến khi kiểu như cả hai cảm thấy là không còn tình cảm với nhau nữa thì tụi em dừng lại, thì cũng dừng lại trong hòa bình thôi, chứ không có phải là... Tại sao là phát hiện là không còn tình cảm với nhau thì, nữa? Khi đó mình còn đang đi học mà, cũng đang là độ tuổi mới lớn thì mình không thay đổi suy nghĩ, hay là cũng lúc đó là em cũng đang 12, cũng muốn tập trung việc học, còn anh đó thì cũng đã bắt đầu đi làm, thì cả hai là muốn... Ai nói lời chia tay? Dạ là em. Em nói với anh đó là sao? Một sáng ngủ dậy cái cảm thấy là cứ như là dần dần nó câu chuyện của hai, cả hai đều đã bị nhạt đi xuống rồi á. Cả hai cũng đã tự cảm thấy cái điều đó ở nhau luôn, nhưng mà là không ai dám nói. Còn thẳng thắn nói ra thì thôi em quyết định là người nói ra trước. Và kéo dài bao nhiêu lâu? Năm mấy, 2 năm vậy ạ? Năm mấy, 2 năm? Dạ. Dạ anh đó, anh đó đã để lại cho em cái gì? Cũng nhờ anh đó mà cái quãng thời gian cấp 3 của em nó cũng đỡ bị áp lực hơn. Tại vì cái thời điểm của em á, thì học cũng rất là nhiều, bị áp lực việc học rồi từ gia đình này nọ. Thì cũng kiểu nhờ các anh đó thì mình có người chia sẻ, có người đồng hành với mình à. Đó, thì cũng cảm ơn anh đó vì cái khoảng thời gian đó. À, cũng như là dạ, cái nguồn năng lượng để dạ, em xả stress. Dạ, không có bị áp lực việc học hành đúng dạ, không? Rồi, mối tình thứ hai đi nè. Mối tình thứ hai thì tụi em cũng kết thúc tới hiện tại cũng gần 4 năm mấy rồi. 4 năm mấy luôn rồi. Dạ. Hai người sao gặp nhau, biết nhau? Dạ em đi sinh hoạt. Dạ không, ngày xưa còn đi sinh viên thì em làm BC. Thì em làm chương trình tại công ty anh đó. Thì chỉ là tiếp xúc rất là ngắn, khoảng 2-3 phút thôi. Mà không hiểu sao về anh đó tìm được Facebook của em. Ví dụ như hồi anh Đạt cũng có hỏi em là anh đó, ví dụ bạn đầu tiên để lại cho em cái gì. Thì với anh thứ hai thì để lại cho em là tính em bớt trẻ con hơn, mình trưởng thành hơn. Là với em bao lâu? Trẻ con. Dạ 7-8 tháng rồi. Sao chia tay? Lúc đó em cũng mới còn trẻ con, kiểu là muốn có người quan tâm, nũng nịu. Nhưng mà thời điểm đó thì anh lại mới chuyển công việc, mà thì đang trong thời gian thử việc cũng rất là căng thẳng, mà em thì lại không hiểu điều đó, xong cứ đòi hỏi này nọ. Thế là em tính em là khi mà quen thì em cũng hơi nhây á. Lúc đó là anh nói rất là mệt, các em cứ dễ nhây. Thì đến hồi mà cao trào lên rồi xong xích mít rồi chia tay. Ai chia? Dạ cũng vẫn là em ạ. Trời ơi, sao cổ chia hoài vậy? Tới nay 4 năm chưa có bạn trai tiếp. Dạ thì khoảng thời gian vừa rồi thì em cũng có tìm hiểu, cũng có nói chuyện với một vài bạn, nhưng mà kiểu không đến được thì mình dừng lại. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Thứ nhất là vẫn là vậy, dễ nhìn á. Cái thứ hai là cao hơn em, vậy thôi. Dễ nhìn cao hơn là được rồi. Dạ. Cao hơn thì chắc chắn bên đây cao chắc hơn rồi, rồi. Dạ. Tôi chỉ có lo cái là hai anh chàng bên đây là có vẻ hơi rụt rè, nhút nhát quá, không biết sao đây luôn á. Không biết tấn công rồi có biết là đó làm quen với hai cô bên kia hay không. Chứ anh chàng này bắt giò chéo quẩy. Bên đây thấy fashion lắm. Sao nè. Không biết tiếp xúc với phụ nữ làm sao nè. Rồi bây giờ quay ngồi rất dẻo nha. Cái thế ngồi rất dẻo. Coi chừng mà hồi giờ bẻ nha cưng. Tới Hiếu nha. Hiếu ở ghế đỏ nha. Rồi bây giờ tình trường Hiếu sao? Bản thân em thì cũng đã trải qua hai mối tình. Mối tình đầu của em thì nó rơi vào tháng 6 của năm 2012. Đó cũng là lần đầu tiên mà em biết yêu, và cũng là người ta thường nói là mối tình đầu thì thường sẽ là mối tình đẹp nhất. Đó, nhưng mà đối với em thì có lẽ nó là buồn nhất. Tức là khi em đã dành tình cảm rất là nhiều cho bạn ấy thì bạn ấy lại phản bội em. Và trong cái thời gian mà bạn ấy đang yêu em thì bạn ấy lại yêu rất là nhiều người nữa. Nhiều người chứ không phải một người. Rất là nhiều người chứ không phải một người. Ủa bạn đó lớn hơn em hay nhỏ hơn em? Nhỏ hơn em. Sao em biết ra được, sao bắt điện được? Lần đầu tiên là bạn em nói với em. Nhưng mà không có tin. Bởi vì là em khi mà em yêu ai thì em rất là hay đặt niềm tin vào người ta ấy. Đó. Khi mà cái cảm giác mà khi một người con trai mà dành tình cảm cho người con gái nhiều quá ấy, cái kiểu cảm giác của em người ta hay nói là bị lụy tình ấy. Nhưng mà hai đứa là bạn học hay gì? Em ấy dưới em một lớp. Sau thời gian đấy thì em có bị trầm cảm khoảng tầm 3 tháng. Lúc em phát hiện thì em có nói với cổ không? Hay là em khóc. Em khóc mà khóc với cổ hay khóc mình? Em khóc qua điện thoại khi mà bạn ấy đã cố gắng điện cho em rất là nhiều để em nghe máy á. Nghe máy xong thì em chưa kịp nói gì cả thì tự nhiên nó cứ rơi vậy thôi. Xong cái lúc đó thì em quên cái mối tình đầu ấy đi. Thì sau thời gian em bị như vậy thì ở lớp em thì có một người bạn khác với em là bạn nữ ấy. Bạn ấy rất là thân với em. Trong thời gian đó thì bạn ấy động viên em rất là nhiều.
hai đứa có chơi và trao đổi trong việc học thì hay học nhóm này mọi thứ, bạn ấy cũng hay rất là chia sẻ kinh nghiệm với em. Khoảng tầm sau cái thời gian đó thì đến 2015, 3 năm sau. Dạ vâng, em quyết định rằng là em nói là yêu với bạn ấy. Một người bạn thân của mình. Dạ vâng, khi mà hai đứa đã trải qua một thời gian là bạn của nhau rồi, đã rất là hiểu nhau rồi. Và trong những lúc mà em buồn nhất thì bạn ấy là người ở cạnh em nhiều nhất. Đó, xong rồi bọn em đến với nhau đi được khoảng hơn 2 năm. Thì gia đình em thì 2017 bắt đầu chuyển vào đây. Đương nhiên em là con cả trong gia đình thì em phải đi theo gia đình để vào trong này. Và thứ nhất đó là cái sự nghiệp của em thì em cũng muốn phát triển trong Sài Gòn nhiều hơn ở ngoài Bắc. Khi mà em vào trong này rồi thì hai đứa chắc chắn là cái thời gian dành cho nhau để mà gặp nhau chắc chắn là nó sẽ gần như là không có nữa. Nó sẽ rất là ít. Em cũng là người mà bị bạn ấy là người chủ động nói với em là thôi Hiếu ơi, bây giờ hai đứa mình dừng đi. Tại vì tôi không muốn cậu đau khổ nữa. Chắc tớ nói điều này chắc là cậu sẽ lại buồn một lần nữa. Không phải là tớ không yêu cậu mà tớ có lý do của tớ. Em rất là vui vẻ khi mà nghe được bạn ấy nói như vậy. Thì em lắng nghe một thầy trong cái cuộc gọi trên điện thoại đó thì bạn ấy đã nói rằng là bạn ấy muốn phát triển sự nghiệp của bạn ấy. Bạn ấy muốn sang Nhật để bạn ấy du học 6 năm. Thì bạn ấy muốn trong thời gian mà bạn ấy ở Nhật ấy thì bạn ấy không có muốn em phải là dành tình cảm cho bạn ấy, gọi là quan tâm bạn ấy khi mà bạn ấy ở Việt Nam nữa. Nói chung là bây giờ hai đứa em thì cũng thỉnh thoảng nói chuyện thôi, cũng chỉ là dừng ở mức là bạn bè. Nói chung là chị thấy cái mối tình thứ hai là đẹp đó chứ. Dạ. Một cái tình bạn nó rất là đẹp. Dạ. Đó chứ. Tại vì bản thân đó là do cuộc sống nó đưa đẩy. Dạ. Vì do tụi em quá trẻ cho nên ai cũng phải lo cái tương lai riêng của mình. Bản thân khi em cũng phải đi theo gia đình vào đây mà, đúng không? Thì em cũng lo sự nghiệp của em thì mình cũng không trách cổ lo cái sự nghiệp của cổ được. Nhưng mà được cái là cổ để tránh những sự tổn thương thì đã có những cuộc nói chuyện nó văn minh với nhau. Dạ. Tới bây giờ tụi em vẫn giữ được tình bạn. Rồi bây giờ em muốn tìm một người vợ hay một người bạn gái trong tương lai, người đồng hành với mình là người như thế nào? Thứ nhất là đam mê về nấu ăn cùng em và cái gu ăn mặc cũng tựa giống em. Em thích là bạn gái em nó phải cá tính một tí và phải hơi trẻ con một tí. Tại vì em thích cưng chiều bạn gái em, em có thể làm mọi thứ về bạn ấy. Bên đây đủ hết. Gu này là gu cũng gu lý tình nè, gu là thích đeo bạn gái này vui nè, tôi thích vậy đó. Bây giờ tới em nè. Dạ trước giờ em chưa bao giờ quen một ai chính thức hết ạ. Em chỉ yêu đơn phương thôi ạ. Trời ơi, chỉ là tình đơn phương thôi. Dạ đúng rồi ạ. Vào tháng 6 năm ngoái thì em có gặp anh đó từ một người bạn của em. Tụi em đi chơi một lần. Nhưng mà sau vài ngày thì tự nhiên dịch đóng cửa, kiểu như là tụi em không thể nào mà ra ngoài gặp nhau được nữa. Thì tụi em chỉ có thể là nói chuyện ở trên mạng xã hội mà thôi. Sau cái khoảng thời gian dịch thì tụi em vẫn có gặp lần thứ hai. Khi mà về nhà thì em tự cảm nhận là bản ảnh không còn thích em nữa. Thì em về xong cái em lóc ảnh luôn. Ủa? Kỳ vậy, em yêu đơn phương mà người ta chưa lóc em lóc người ta lúc trước đó rồi. Lúc đó em vẫn còn thích ảnh á. Nhưng mà thực sự là lúc đó em tự cảm nhận được. Vậy là em cũng thuộc loại mạnh mẽ đó. Ủa mà khoan xí là 20 năm trời. Dạ. Mà chỉ có một cuộc tình nhỏ xíu. Đó là lần đầu tiên em biết yêu một người luôn á. Yêu hả? Dạ, yêu là rồi. Cảm giác như thế nào? Cảm giác lúc nhớ nhung, lúc nhớ thì nhung. kiểu ghét ảnh. Nhớ nhung, ghét, rồi gì nữa? Lúc thì thấy ảnh dễ thương. Nhưng mà gặp nhau vậy là rốt cuộc được có 2 lần à? Dạ đúng rồi, được 2 lần ạ. Chưa tặng nhau nụ hôn nào luôn? Dạ chưa. Sao nó cục thế nào á, vừa chớm quen cái là đóng cửa, đóng dịch 5 tháng trời, mở cửa ra là thấy không còn tình cảm nữa rồi chia tay. Nhưng mà... dịch anh kia anh yêu con Covid rồi, bởi vậy. Bây giờ kiếm một người như thế nào nè? Đàn ông trưởng thành một xíu, có thể chiều chuộng em một chút xíu. Và quan trọng là phải chủ động mà. Có thích một người đàn ông chút xíu không? Cái gì? Đó, đàn ông một chút xíu, lo lắng cho em chút xíu. Vậy thì có thích một người đàn ông chút xíu không? Em thì thích một người đàn ông kiểu bên ngoài á thì cũng phải kiểu to to xíu. To xíu. To chứ không có thích chút xíu nha. Rồi, bây giờ thì Tường sẽ học phỏng vấn ý kiến của người thân mình nha. Bên nhà trai. Chào mọi người ạ, chào anh Đại Kê. Dạ, chào chị Tường. Dạ. Em tên là gì? Em tên là Thành, là đồng nghiệp với Hiếu. Thì qua cái cuộc nói chuyện của hai bạn bên đây, anh thấy là bé ghế xanh bên đây hợp với em hơn á. Nhưng mà mỗi tội một cái là đứa ở Sài Gòn, đứa ở Bình Phước. Mà ở Sài Gòn á, bận như vậy á, thì coi sắp xếp thời gian sau đó. Thì để quen với người ta. Đó, thì giải quyết được vấn đề đó thì ok. Bé bên đây biết sửa điện, biết sửa nước, ủi đồ hay là may đồ gì đó, cúp điện hay là chập dây điện gì đó cũng có người giúp em. Ok, cảm ơn. Rồi mời em trai kế bên. Em tên là Tâm, em là đồng nghiệp cùng với bạn Thắng. Rồi. Thì em thấy ở trên đây thì cô màu
ngồi ghế màu đỏ có khả năng là hợp với em hơn, tại vì anh thấy hai đứa là nhìn kiểu như là hiền mà nó nhuần tính với nhau hơn. Lần đầu tiên bữa nay cả hai người đại diện cho hai gia đình của hai chàng trai đều tư vấn cho các chàng trai của tôi là thích ghế chéo chiều. Chéo à? Mà hình như là đó cũng là cảm xúc của tôi luôn á. Thôi cảm ơn các bạn, đó là ý kiến cho các bạn. Những người chơi thì mình tham khảo thôi nha. Quan trọng vẫn là cái nhìn đầu tiên của mình có cảm xúc với ai. Các bạn có quyền và hãy sống đúng với những gì mình suy nghĩ. Còn ai nói gì là kệ, ai ghép gì kệ. Chính kiến của mình nha, rồi thẳng lưng lên nè. Đẹp trai cười tươi nè, cửa mở nè. Còn chần chờ gì nữa, mở cửa trái tim. Khi cánh cửa trái tim này mở ra, cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Run chị ạ. Run. Sợ. Sợ. Sợ, sợ cái gì? Ở đây không có chuột nha. Ở đây không có chuột. Tại vì rất là lâu rồi em mới lại có một cái cảm giác mà nó lại lạ, nó vừa lạ mà nó vừa quen đấy. Nên là khi mà em nhìn sang thì em có liếc rồi. Em có liếc rồi. Em có liếc rồi, thế nhưng mà chỉ dám gọi liếc chịu thôi. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt, anh đã trao nụ cười. Bây giờ phải nhìn trực diện thì mới trò chuyện được chứ. Chứ. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có hai món quà. Rồi anh tặng em nhé. Làm đó. Mạnh mẽ lên nào. Một chiếc ly ạ. Ồ, tại sao lại tặng chiếc ly? Một chiếc ly, hồi đó giờ mới nghe á. Ta kệ đi, chiếc cái gì mà chẳng được. Ôi, một chiếc ly em mới nghe luôn á. Ý nghĩa gì khi tặng cái ly nè? Khi mà em quyết định tặng hai bạn nữ một cặp ly này á, thì em sẽ nghĩ rằng là cái ly á, trong cuộc sống hàng ngày thì nó sử dụng khá là nhiều. Và khi mà các bạn sử dụng cái ly này thì chắc chắn là sẽ nhớ người tặng là em. Hồi đáng dạ. Mà tặng hai cho hai cổ một cặp là muốn hai cổ về thành một cặp. Không nha. Vậy sao không mua một cặp rồi em cái một cô nào đó một cái để mà mình cùng ly với nhau. Không, ví dụ như mà sau chương trình ngày hôm nay á mà em có nắm tay được một bạn nữ nào ra khỏi chương trình ấy thì em sẽ có một món quà rất là đặc biệt. Bản thân em đã chuẩn bị rất là sẵn rồi. Còn cái này là quà xã giao phải không? Dạ, quà gặp mặt đầu tiên xã giao. Dạ. Rồi. Hiếu rồi, bây giờ tới Thắng. Cảm xúc đầu tiên của Thắng là khi mở cánh cửa thấy hai cô gái bên bển thì cảm xúc em như thế nào? Em cũng khá là bất ngờ. Khi nãy nghe về hai bạn nữ chia sẻ về tính cách và các cái tình trường đó thì em cũng nghĩ là bạn bên ghế màu xanh là một người khá là hiền so với những gì mà bạn miêu tả. Về bạn nữ áo xanh thì có vẻ là đúng. Cái đỏ, cái đỏ. Cái đỏ đó là đúng đấy. Đúng sao? Đúng là gì? Là một người kiểu tính cả thèm chóng chán vậy. Cả thèm chóng chán nữa. Cả thèm chóng chán hả? Không có nha. Phản biện là em. Rồi, mời em gái cái đỏ. Cảm xúc người ta lạc quan. Em lạc quan thôi chứ không có lạc cả thèm chóng chán ạ. Em thấy bình thường ạ. Tại bình thường là như thế nào? Tại vì bản thân em kiểu không có yêu thích từ một cái nhìn đầu tiên hả? Kiểu lâu dài thôi thì em mới cảm nhận được cái tình cảm. Nói chung là em cũng từ từ lắm chứ không phải cả thèm chóng chán đâu nghe chưa? Rồi còn em. Hai bạn nam bên đó ngoại hình sáng. Còn mà về cảm xúc cá nhân của em thì em cũng giống như bạn ghế đỏ là cũng không phải là quá bình thường, tức là vẫn rất là vui vì gặp được các bạn ở đây. Nhưng mà em thì cũng kiểu như là muốn mọi thứ cứ từ từ, còn gặp các bạn ở đây rất là vui. Ôm cái con gấu bông hoài vậy, ôm cái chi đó hoài vậy, có muốn tặng ai không hay là sao? Hay là muốn ôm cái đó về nhà ngủ luôn? Khi vì là em mang lên thì em cũng chỉ có một trái tim này nên là em không. Thì bây giờ em không thể chia đôi cho hai bạn. Bây giờ căng thẳng quá. Em hát được không? Dạ có. Rồi hát đi. Hát cho nó thoải mái đi nè. Hát không vậy ạ. Nhưng mà mình có thể cho em xin ít nhạc không? Hát không. Hát không, đây có nhạc. Tèo 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 tèo. Vô. Em ơi, tình yêu chúng mình đã hết yêu nhau mất rồi. Tại vì sao em hay nói đi, hay vì anh vô tâm hững hờ nên vô tình đánh mất đôi ta. Rất khó để đến với nhau, đừng buông xuôi tình yêu chúng mình. Mình đã hứa với nhau những gì, mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa để cho ta yêu nhau thêm một lần nữa. Mình tạm chia tay nhau nhé em, để ta biết được sẽ... Đang hay mà, trời ơi. Tự dưng em quên lời á. Em hồi hộp quá.
Muốn mình... hỏi gì không? Em chắc muốn hỏi bạn ghế đỏ. Rồi, hỏi đi. Thế là thời gian rảnh ngoài đọc sách thì em có chơi game không? Có chơi game. Có chơi game. Đi mua gái gì kỳ vậy trời. Thì em cũng muốn kiếm một bạn gái có cùng cái sở thích với lại... Em hồi trước thì em có chơi game Liên Quân hả? Anh cũng đang chơi cái đấy. Nhưng mà giờ em hết chơi ạ. Thế giờ em có chơi lại được không? Em vẫn còn skill ạ. Rồi xong, có một team luôn. Tiếp đi. Vậy thôi hả? Em có một người yêu lý tưởng của em. Thì em chỉ muốn một người đàn ông kiểu trưởng thành ạ. Xong phải lúc nào cũng phải chủ động với em ạ. Chủ động về việc gì ạ? Chủ động về kiểu tất cả mọi việc luôn ạ. Thế có nghĩa là sau khi mà anh dẫn em đi ăn thì có nghĩa là anh sẽ không hỏi em là em hôm nay ăn gì mà anh sẽ dẫn em thẳng vào quán luôn đúng không? À, dạ đúng rồi ạ. Đó. Tới cửa khách sạn là em không cần anh không cần hỏi là em ơi chúng ta vô đây nha mà em cứ chạy thẳng vào khách sạn luôn. Như thế thôi, cái ban gọi lên câu hỏi ạ. À. Là muốn thích dạng chủ động là dắt em đi ăn mà chẳng dắt thẳng vào khách sạn rồi ăn anh đi. Em đánh luôn. Đánh luôn. Đánh luôn. Chủ động quá đúng không? Thực ra thì những câu hỏi đấy là em hỏi cho bạn ấy thấy vui hơn bạn. Thế còn theo về cảm nghĩ của em thì em cũng là một người khá là tinh tế. Nhiều khi là mình cũng đoán được xem là bạn gái mình thích cái gì hoặc là như thế nào đấy thì mình sẽ chủ động mình làm thôi chứ không phải là khi nào cũng hỏi. Anh muốn hỏi hai bạn rằng là vừa nãy anh đã chia sẻ rồi là công việc của anh thì nó diễn ra từ 8 rưỡi sáng cho đến 2 giờ đêm thì gần như là sẽ không có thời gian để mà dành cho gọi là một cái thứ gọi là tình cảm cho đối phương ấy thì hai em có cảm nghĩ gì sao? Anh muốn hỏi bạn ghế đỏ trước. Đối với em thì yêu nhau quen nhau không phải lúc nào cũng cận kề, lúc nào cũng cạnh nhắn tin gọi điện ngoài luôn ạ. Em chỉ cần là anh cảm thấy anh nhớ em thì anh có thể nhắn tin với em, còn không thì thôi ạ. Tại vì em cũng có những cái công việc của em cũng khá là bận ạ. Cảm ơn em. Bạn nào xanh thì sao? Nếu mà cái đó là tính chất công việc của anh á thì mình có thể thông cảm được. Nhưng mà ví dụ như trong một ngày anh ngày hôm đó anh đi làm về, anh có câu chuyện gì xảy ra hay là như thế nào thì em muốn ví dụ như khi mà cả hai đã tìm hiểu nhau thì mình sẽ phải chia sẻ những câu chuyện đó với nhau, chứ không phải là anh im lặng rồi em cũng không biết để mà chia sẻ hay là giúp đỡ anh trong cái khoảng thời gian đó chẳng hạn. Chỉ cần lợi dụng với trong lòng nhớ nhau, mình làm gì mình cũng nói nhau biết vậy thôi. Cảm ơn em. Dạ. Đối với bản thân anh ấy thì anh không sợ. Dạ. Là anh không có tình cảm. Dạ. Để dành cho cái người bạn gái của anh. Dạ. Mà anh chỉ sợ là cái người bạn gái của anh ấy không hiểu và làm tổn thương bản thân anh một lần nữa thôi. Em là giờ nấu ăn đúng không? Bây giờ chị sẽ thử tài em nha. Dạ. Cho một mớ đồ rau củ đồ em làm những món quà em tặng cho bạn gái được không? Dạ được ạ. Rồi. Ồ, ghê. Xin cho chị một ít đồ. Bếp trưởng nha. Em biết nấu ăn không? Em là ngược lại luôn ạ. Là em chỉ biết sửa điện, sửa nước thôi. Không biết nấu ăn. Dạ, em cũng chỉ biết là cơ bản thôi. Chuyện nấu cơm cơ bản thì em làm được. Còn mà để chi tiết để nấu các món ăn mà đòi hỏi sự khéo léo nhiều hơn thì chưa đạt tới được cảnh giới đấy. Chắc tôi cũng chọn đi sửa điện, sửa nước. Kiểu như để bạn buồn buồn mà để bạn gái lên rồi bắt đầu tặng mảnh tỉ mỉ vậy cũng mệt lắm nha. Tôi mà như ông kia là nãy giờ tôi qua tôi hốt hai em luôn rồi. Trong thời gian đối thủ đang bận Lui củi là tôi qua đây hốt. Người đàn ông mà vô bếp làm bếp tỉ mỉ như vậy thì cảm xúc của em như thế nào? Kiểu quyến rũ à. Ồ, quyến rũ hả? Tại vì bản thân em không biết nấu ăn. Tại vì bình thường ở nhà mẹ em nấu cho em ăn. Thí dụ như bình thường nếu mà em có người bạn trai rồi lâu lâu cuối tuần gặp nhau một lần thì bạn trai sẽ xuống bếp trổ tài nấu những món ăn cho em ăn như vậy thì trong lúc bạn trai nấu nướng thì em sẽ làm gì? Xem phim hay là làm những cái việc mà em thích thôi. Em coi phim hay gì á. Dạ. Hoặc là em nhìn ảnh. Còn em? Em nghĩ nếu mà người đàn ông mà biết nấu ăn và nấu ăn giỏi thì sẽ là một người sẽ biết lo cho gia đình chuyện chung. Tại vì em là một người không nấu ăn giỏi nên là thành ra mà nếu mà bạn trai em, người yêu em mà biết nấu ăn thì em nghĩ là bù trừ đó chị. Là thích đó phải không? Dạ không, em sẽ bù trừ được. Là lúc người ta đang nấu ăn thì em làm gì? Lúc ăn hả? Ví dụ như em nếu mà em sẽ hỏi có cần em trợ giúp cái vấn đề gì không? Có thì em sẽ ra phụ, còn nếu không thì em sẽ làm cái việc gì đó. Rất là tùy vào tình huống chị. Chị sẽ ngủ hơn là đi qua chơi game với thằng kia xong rồi quay lại ăn. Đúng không? Đúng. Mình ngủ, mình chờ đợi, mình ngủ em. Mình mở mắt ra trong hạnh phúc là một cái mâm cơm đã tới trước mặt rồi. Anh mời em.
Dạ nó ngọt lắm mình. Có thể là cái này anh không trồng ra nhưng mà bàn tay anh làm nó sẽ ngọt. Có thể là cái này anh không trồng ra nhưng mà bàn tay anh làm nó sẽ ngọt. Anh cảm ơn em. Dạ. Em phải ăn cà rốt, cà chua chứ em ăn kỳ quá à. Em mời chị Cát Tường. Rồi cảm ơn em. Dạ. Còn bên kia cái đấy nó khóc em. Từ đấy em quên đấy, em quên là có sự hiện diện của bạn ấy ở đây đấy. Rồi, rồi để đi thì bây giờ đến phiên nãy giờ các bạn trai thể hiện quá rồi. Bây giờ phải để các bạn nữ chúng ta thể hiện chứ. Em cũng thích hát. Thích hát thì hát liền. Rồi, mỗi bạn một câu đi. Thèm những cơn gió, thèm đi đâu đó, ta thèm có ai để nhung nhớ. Thèm chút bối rối, thèm chút tiếc nuối, ta thèm cảm giác yêu người. Thèm mà chưa có đã gì trơn, thèm phải nghe nó đã. Thèm mới có hai câu à. Thèm yêu. Em có hỏi thăm gì hai anh đó không? Em hỏi anh giới đoạn một xíu. Mà anh có nói là chỉ cần trong lòng nhớ nhau là được. Nhưng mà ví dụ ngay lúc đó em gặp một cái tình huống gì đó rất là cấp, em cần sự xuất hiện của anh thì như thế nào ạ? Tại vì anh nghĩ rằng nếu mà đối với bản thân anh ấy là một người đàn ông ấy thì anh sẵn sàng lúc đó anh sẽ đến với em. Dù bận như thế nào chăng nữa, anh cũng sẽ đến. Mặc dù kể cả là có đang đi làm chăng nữa, anh cũng sẽ sắp xếp thời gian để đi đến với em và luôn vào ngay. Có thể là sẽ không tới ngay được, nhưng sẽ đến trong thời gian sớm nhất. Sẽ nhanh nhất có thể cũng khó lắm ạ. Ví dụ giờ đang quay vậy mà biểu tôi đi về nhà liền, bạn trai tôi đang bị gì thì tôi bỏ đi về ông ta. Thôi chị về nha. Đó, chị chị đang có chuyện rồi. À không, kêu gì bạn trai chị lên đây luôn. Em ghép đôi cho chị luôn. Chị vô gọn chỗ ngồi đi chị. Không ấy, bạn trai bị tai nạn. Thật ra là gì nè, cái này thì cho chị nói một cái câu. Tại vì bây giờ chị biết các bạn trẻ là nhịp sống rất là nhanh. Tuy nhiên mọi thứ đều mình để có những cái chuyện mà mình phải để lên bàn cân, mình cân nhắc. Tại vì nếu cái gì mình cũng muốn hết á, trong một giai đoạn mình chỉ có thể làm được một thứ thôi. Bình thường thì nó là mọi chuyện nó sẽ xảy ra như vậy. Nhưng khi mà có sự cố, có nghĩa là khi em gái đã hỏi là nếu em cần, có nghĩa là đã có sự cố, cái gì đó nó cần thiết thật sự quan trọng, thì chúng ta phải để lên bàn cân để mà chúng ta xem là cái gì nó quan trọng với mình. Đôi lúc không phải là công việc quan trọng hơn, nhưng công việc nó là trách nhiệm. Nó nếu là công việc của một mình sẵn sàng sẽ bỏ để mà mình đến với người yêu của mình. Tuy nhiên có những cái công việc ví dụ đặc thù của Tường với Đạt đi, là phục vụ người khác. Và cái công việc của mình nó phụ thuộc với bao nhiêu đây người nè. Nói để các em hiểu. Nếu bây giờ mà người nhà của chị, người thân của chị có bị cái gì chị cũng không về được. Phải làm xong mới được về. Yêu nhau mình cũng phải thông cảm. Mình đừng bắt ép nhau, chèn nhau vào chỗ khó. Nhưng mà chị là rõ ràng là tình yêu là quan trọng nhất. Mình phải xác định rõ để cho làm sao quan trọng là đối phương phải hiểu được rằng người ấy là quan trọng nhất với mình là được. Em muốn hỏi hai anh đó là nếu mà ảnh bắt gặp em với nhiều người con trai khác đó, thì anh cảm thấy như thế nào? Em cái hỏi chắc hai em xin phép trả lời. Rồi. Thật sự thì anh không bao giờ anh quá là bận tâm đến những cái mối quan hệ với khác giới của em với lại bạn bè hoặc là ở chỗ làm hoặc là chỗ trường học. Cái tình yêu thì hai người khi ở với nhau sẽ hiểu tính của nhau và những cái chuyện đấy thì nó khá là bình thường. Nhưng mà mình giữ khoảng cách là chỉ là đồng nghiệp thôi. Tôi cũng nhiều bạn đồng giới đó, khác giới lắm. Nhưng mà tôi không thích kiểu khoảng cách. Trả lời đi kia. Ai cũng sẽ có một cái khoảng không gian riêng dành cho mình. Đối với bản thân anh cũng vậy. Nếu khi mà anh đã tin tưởng ai mà là bạn ấy đã cho anh cái niềm tin ấy, thì anh tin tưởng bạn ấy gần như là tuyệt đối. Anh không muốn nghe người khác nói lại với anh rằng là ở thế nào kia. Bởi vì anh không để ý cái chuyện câu chuyện đó. Mà anh là người mà đang sống với em đó. Tại vì hai đứa mình đang là của nhau. Nếu anh muốn tìm hiểu đó thì anh sẽ là người hỏi em. Hết chưa? Rồi. Dài rồi ha. Một cái cuối cùng nữa đi. Là mỗi chàng trai chúng ta hãy chủ động đứng lên, bước sang xin phép nắm tay lần lượt từng cô gái một, để mình kiểm tra, mình check lại một lần nữa cảm xúc của cái sự va chạm. Hoặc muốn nói gì thêm nữa thì nói trước khi chúng ta về chỗ mình và bấm nút. Được chưa? Được. Rồi mời. Đó là em xin dành tặng tùy em. Trái tim này luôn. Nghe mang có một quả. Còn có nắm tay hồi hộp gì trời. Có nói gì không à? Không vô dối, không biết nói gì cả. Không xin phép về chỗ nữa. Em đứng hai gần hai bạn đi, em run quá, tim đập nhanh. Rồi thôi về đi để xỉu. Cơ hội đến rồi đó. Cho anh được xin phép nắm tay em được không? Đó. Những điều mà anh vừa cái chia sẻ cái gu bạn gái của anh ấy, thì anh muốn là một cái người mà thích nấu ăn này, có cùng gu ăn mặc với anh này,
và hơi trẻ con một xíu. Tại vì anh rất là thích chiều bạn gái. Thì em cảm nhận rằng là em đang cảm thấy là 100% thì em đang cảm nhận là em có bao nhiêu phần trăm trong cái số đó? 100% luôn. Ok, anh cảm ơn nhé. Dạ. Anh làm tay em nha. Đấy, anh cũng muốn hỏi em cái câu hỏi mà anh vừa hỏi bạn gái đỏ ấy. Thì anh cũng muốn cái mẫu bạn gái của anh ấy. Thì thích nấu ăn, thích ăn mặc, hơi trẻ con một xíu. Thì em cảm nhận là 100% thì em có bao nhiêu phần trăm trong cái số đó? Tương đối thôi ạ. Tương đối. Dạ. Rồi, anh cảm ơn. Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa. Mỗi người đến với tham gia chương trình đều có hai cơ hội như nhau. Hãy làm theo đúng trái tim mình mách bảo, hay đúng cảm xúc của mình. Không phải vì lịch sự, không có vì bất cứ một cái gì cả, không vì ai hết. Mà hãy đúng, sống đúng với con người của mình. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Bây giờ tất cả các bạn hãy hướng mặt về phía trước, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 Bây giờ em chỉ cần một bạn gái có thể chia sẻ với em trong công việc, cuộc sống. Vậy thôi. Thứ nhất là Quýnh là vậy là dễ nhìn á. Cái thứ hai là cao hơn em. Vậy thôi. Dễ nhìn cao hơn là được rồi. Thứ nhất là đam mê về nấu ăn cùng em. Và cái gu ăn mặc cũng tựa tựa giống em. Em thích là bạn gái em nó phải cá tính một tí. Và phải hơi trẻ con một xíu. Đàn ông trưởng thành một xíu. Có thể chiều chuộng em một chút xíu. Và quan trọng là phải chủ động mà. Và bấm. Ba cái màu đỏ. Vì sao em không bấm? Em cảm thấy là giữa em và hai bạn chưa có đủ, đúng không? Khoảng thời gian gặp nhau trên sân khấu chưa có đủ. Đó, tim tăng vỡ, cảm xúc em bây giờ như thế nào? Có xin lỗi con gấu không à? Không ạ. Em rất là hồi hộp. Em nghĩ là bạn nam bên này có nhiều thứ. Mỗi người đều có những giá trị riêng. Cái quan trọng ở đây là em chưa phát huy, chưa thể hiện và chưa nắm bắt kịp cơ hội. Có thể là lần này em hơi nhút nhát, em chưa thể hiện. Nhưng mà chị thấy là em rất là bản lĩnh, là sao cũng dám làm những cái điều mình muốn, có cái sự quyết đoán của mình trước khi đưa ra cái kết quả. Và có thể mình biết rằng đối thủ cạnh tranh của mình mạnh, nhưng mình vẫn được làm cái điều mình muốn, vậy là tốt rồi. Nhưng mà chị buồn với em hôm nay là chưa được, là tại vì bạn nữ gái đỏ đã bấm nút của bạn gái đỏ luôn rồi. Như vậy thì chúc mừng cho một chúc mừng gái đỏ hôm nay. Quá vậy Quân, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta quen biết nhau tại chương trình. Cho anh xin phép hôn em ở má được không? Chen chi vậy? Nhớ là cô đó thích chủ động nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và chương trình hôm nay dành cho cặp đôi thành công, mỗi bạn là một phần quà nhỏ rồi xin gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speed Couple vừa ra mắt của MCV, với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và xin gửi tặng cho mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt bún riêu của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Và đối với cặp đôi không thành công, đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn một phần quà, đó là gói Ruby của ứng dụng Speed Couple, một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện, sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này, các bạn sẽ được tư vấn bởi ông Mai và bà mối duyên dáng lắm nha. Và các bạn ơi, hãy đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy cập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speed Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speed Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speed Couple đang có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn đó. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.